Dạ, Nam Mô Bố Tha gia, Nam Mô Tham Ma gia, Nam Mô Sa Kha gia. Dạ, kính cảm ơn Sư Quan Nghiệp. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Dạ, Sa Thú. Dạ, Nam Mô Bố Tha gia. Đây là chương trình Phật Pháp Bành Bố Tha Tham Ma trên mạng Internet qua Bành Thoát, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông, Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối. Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng. New York 8:30 đến 10:30 sáng. Cali 5:30 đến 7:30 sáng. Paris 2:30 đến 4:30 chiều. Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con tu nữ tịnh hạnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày mốt Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 90 Kinh Kannakathala, Kannakathala Sutta, phân đoạn 432 đến 437 sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Và mở đầu chương trình thì chúng xin thỉnh chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay Trung Bộ Kinh, bài 90, Kinh Kannakathala, Kannakathala Sutta, phân đoạn 432 đến 437 sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng dạy và chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Xin hỏi vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ toàn chúng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, cũng có nhiều vị vua là đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà Đức vua có sinh đến ý lại có nhân duyên được tiếp kiến Đức Phật nhiều lần và được Đức Thế Tôn thuyết pháp cho nghe cũng rất nhiều
ở trong tương ứng bộ kinh, cái tương ứng Kosala ghi lại những bài pháp mà Đức Phật đã thuyết cho vua Kosala Pachandini nghe. Trong bài kinh ngày hôm nay thì cũng là Đức vua Pachandini đi đến và hỏi Đức Phật về cái vấn đề người ta đồn đãi. Ngài nói rằng không có vị sa môn và la môn nào chứng thú không có sa môn và la môn nào toàn tri toàn kiến chứng được tri kiến viên mãn. Người ta nói như vậy là người ta có xuyên tạc Đức Thế Tôn không? Đức Thế Tôn này đã trả lời cho vua câu hỏi này. Vấn đề thứ hai là vua Pasenadi đặt ra, đưa ra trường hợp trong xã hội này có bốn giai cấp. Những giai cấp đó giống nhau hay khác nhau? Đức Phật đã nêu lên năm cái chi tinh cần mà bất cứ người trong giai cấp nào khi có những cái pháp đó đều trở thành cao quý. Giờ câu hỏi thứ ba là hỏi về chư thiên có hay không có. Và câu hỏi thứ tư là hỏi phạm thiên có hay không có. Thì với những cái câu hỏi này được Đức Thế Tôn Ngài trả lời vừa rất là hoan hỷ thỏa mãn, nhưng mà ở trong bài kinh không có nói đến cái sự việc mà cái câu nói gần như là xuyên tạc Đức Phật. Thì vua Pasenadi hỏi tướng quân của Đức Đức Phá, ai đem cái vấn đề này vào trong nội cung? Thì tướng quân đó nói rằng là do Bà La Môn Sanchaya đến. Khi mà Sanchaya đến, được gọi đến, thì vua hỏi Sanchaya cần có nói không, thì Sanchaya mới đổ thừa là Quý Đu Đa Phá. Rồi Quý Đu Đa Phá đổ thừa cho Bà La Môn Sanchaya.
Và cứ như vậy, chưa có ngã ngủ thì Đức Vua lại phải bận công việc ra về. Cái đó, cái vấn đề đó còn bỏ ngỏ, không biết cuối cùng ai nói. Nhưng cái vấn đề quan trọng là những cái câu trả lời của Đức Phật cho những cái câu hỏi của Đức Vua Kassanadi. Bài học hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Và bây giờ tiên thì xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho chánh văn của bài học. Sau đó xin cung kính Thượng Tọa Pháp Đăng thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Siêu, dạ con xin phép được đọc chánh kinh bài 90, kinh Kanakathala, Kanakathala Sutta, phân đoạn 432 đến 437. Lại một câu chuyện về vua Bassanadi. Trong một lần đến thăm viếng Thế Tôn, nhà vua nêu lên một câu hỏi liên quan tới những gì đã được nghe về lời dạy của Đức Phật. Vấn đề cho thấy hiện tượng tam sao thất bổn đã xảy ra ngay chính thời Đức Thế Tôn trụ thế ở tại trung tâm cực thịnh của đạo Phật. Sự hành xử của tôn giả Ananda, thị giả Phật, trong bài kinh cho thấy một điểm thú vị khác. Phân đoạn 432, diện kiến Đức Phật. Vua Bassanadi thường đến diện kiến đảnh lễ Phật trong nhiều duyên sự khác nhau. Bài kinh này ghi lại những rộn ràng bậc hầu đàn thê tử của một vị vua khi đến lễ Phật cùng với hoàng tử và lời chuyển của hai chị em ruột đều là ái phi của nhà vua. Kinh văn như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Ujjayini gần vườn lộc quyển Kanakathala. Lúc bấy giờ vua Bassanadi nước Kosala đi đến Ujjayini có công việc. Rồi vua Bassanadi nước Kosala bảo một người: đến đây này người kia, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và hỏi thăm có ít bệnh, ít não, kinh an, có mạnh khỏe, lạc trú và thưa như sau. Bạch Thế Tôn, vua Bassanadi nước Kosala cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, kinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa như sau. Bạch Thế Tôn, hôm nay vua Bassanadi nước Kosala sau buổi ăn sáng sẽ đến ý kiến Thế Tôn. Thưa vâng, tâu đại vương. Người ấy vâng đáp vua Bassanadi nước Kosala, đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, người ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vua Bassanadi nước Kosala cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa như sau. Bạch Thế Tôn, hôm nay vua Bassanadi nước Kosala sau buổi ăn sáng sẽ đến ý kiến Thế Tôn. Hai chị em Soma và Sakula được nghe và được nghe hôm nay vua Bassanadi nước Kosala sau buổi ăn sáng sẽ đến ý kiến Thế Tôn. Rồi hai chị em Soma và Sakula đi đến vua Bassanadi nước Kosala tại và thưa như sau. Tâu đại vương, hãy nhân danh chúng thiết cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh, ít não, kinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa giúp. Bạch Thế Tôn, chị em Soma và Sakula cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh, ít não, kinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không. Rồi vua Bassanadi nước Kosala sau buổi ăn sáng đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Vua Bassanadi nước Kosala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, kinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không.
Thưa đại vương, vì sao hai chị em Soma và Sakula lại không có thể nhờ một vị đưa tin khác? Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula có nghe hôm nay vua Pajendradi nước Kosala sau buổi ăn sáng sẽ yết kiến Thế Tôn, rồi hai chị em Soma và Sakula đi đến con tại phòng ăn và thưa như sau: Tâu đại vương, hãy nhân danh chúng thiết cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh, ít não, kinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không? Và thưa, bạch Thế Tôn, hai chị Soma và Sakula cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Tôn có được ít bệnh, ít não, kinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không? Thưa đại vương, mong rằng hai chị em Soma và Sakula được hạnh phúc. Đoạn, phân đoạn 433, nghe lầm, ắt nói lại lầm. Từ lời dạy của Đức Phật, mọi sát na tâm chỉ biết một cảnh, trở thành tuyên bố không có một sa môn nào toàn tri. Kinh văn, rồi vua Pajendradi nước Kosala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con có nghe như sau. Sa môn Gotama nói, không có một sa môn hay một bà la môn nào toàn tri, toàn kiến, có thể tự cho là chứng được tri kiến viên mãn. Sự tình như vậy không thể xảy ra. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau? Sa môn Gotama có nói, không có một sa môn hay bà la môn nào toàn tri, toàn kiến, có thể cho là chứng được tri kiến viên mãn. Sự tình như vậy không thể xảy ra. Bạch Thế Tôn, có phải những vị ấy nói lời Thế Tôn nói, họ không xuyên tạc Thế Tôn, không đúng như thật, họ giải thích pháp đúng pháp, và những ai nói hợp pháp đúng pháp sẽ không có cơ hội để chỉ trích hay không? Thưa đại vương, những ai nói như sau? Sa môn Gotama có nói, không có một sa môn hay bà la môn nào toàn tri toàn kiến có thể cho là chứng được tri kiến viên mãn. Sự tình như vậy không thể xảy ra. Những vị nói như vậy không nói đúng lời ta nói, và họ xuyên tạc ta một cách hư ngụy, không đúng sự thật. Rồi vua Pajendradi nước Kosala nói với tướng quân Quý Đu Bá Phá: Này tướng quân, ai đã đem vấn đề này vào trong nội cung? Tâu đại vương, Bà La Môn Sanh Chá Giá thuộc dòng họ Akasa. Rồi vua Pajendradi nước Kosala cho gọi một người: Đến đây, này người kia, hãy nhân danh ta bảo với Bà La Môn Sanh Chá Giá thuộc dòng họ Akasa. Thưa tôn giả, vua Pajendradi nước Kosala cho gọi tôn giả. Thưa vâng, tâu đại vương. Người ấy vâng đáp vua Pajendradi nước Kosala, đi đến Bà La Môn Sanh Chá Giá thuộc dòng họ Akasa. Sau khi đến, liền thưa với Bà La Môn Sanh Chá Giá thuộc dòng họ Akasa: Thưa tôn giả, vua Pajendradi nước Kosala cho gọi tôn giả. Rồi vua Pajendradi nước Kosala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, rất có thể những điều Thế Tôn nói về một vấn đề khác được người ta gán vào một vấn đề khác. Bạch Thế Tôn, liên hệ vấn đề gì Thế Tôn tự xem là nói những lời nói ấy? Thưa đại vương, ta tự xem là đã nói những lời như sau: Không có một sa môn hay bà la môn nào có thể trong một lúc biết hoàn toàn, thấy hoàn toàn, không thể có sự tình như vậy. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thuyết nhân duyên, hê tu ru băng. Bạch Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên, xá hê tu ru băng, và nói như sau: Không có sa môn nào hay bà la môn nào có thể trong một lúc biết hoàn toàn và thấy hoàn toàn, không thể có sự tình như vậy. Phân đoạn 434, một câu hỏi về giai cấp xã hội. Nhà vua nêu lên câu hỏi về sự khác biệt thật sự giữa con người thuộc bốn giai cấp. Đức Phật trả lời về hình thức xưng hô, chào hỏi thì có khác biệt do văn hóa, nhưng trên bình diện tu tập và giải thoát thì hoàn toàn giống nhau. Kinh văn, bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát Đế Lỵ, Bà La Môn, Vệ Xá và Thủ Đà. Bạch Thế Tôn, giữa bốn giai cấp này có những khác biệt nào, sai biệt nào? Thưa đại vương, có bốn giai cấp này: Sát Đế Lỵ, Bà La Môn, Vệ Xá, Quét Xá, Thủ Đà, Xuất Đá. Thưa đại vương, giữa bốn giai cấp này, hai giai cấp Sát Đế Lỵ và Bà La Môn được xem là tối thượng về xưng hô. Hai giai cấp kia từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay và giúp đỡ họ các công việc. Bạch Thế Tôn, con không hỏi về hiện tại,
Bạch Thế Tôn, con hỏi về tương lai. Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sắc Đế Lợi, Bà La Môn, Vệ Xá và Thủ Đà. Bạch Thế Tôn, trong bốn giai cấp này có những khác biệt nào, sai biệt nào? Thưa Đại Vương, có năm tinh cần chi này, thế nào là năm? Ở đây, thưa Đại Vương, tỷ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Vị ấy không gian trá, không xảo trá, nêu rõ tự mình như trên đối với bậc đạo sư. Đối với các Phật, đối với các vị sáng suốt hay đối với các đồng phạm hạnh, vị ấy sống năng, tinh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, kiên cố, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt các pháp, với sự thể nhập của các bậc thánh, đưa đến chân chánh vạn diệt các khổ đau. Thưa Đại Vương, có bốn giai cấp này: Sắc Đế Lợi, Bà La Môn, Vệ Xá, Thủ Đà. Và nếu các giai cấp này thành tựu năm tinh cần chi này, như vậy sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc lâu dài cho họ. Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sắc Đế Lợi, Bà La Môn, Vệ Xá, Thủ Đà. Nếu những vị này thành tựu năm tinh cần chi này, Bạch Thế Tôn, ở đây có sự khác biệt gì, có sự sai biệt gì? Thưa Đại Vương, ở đây ta nói đến sự sai biệt trong tinh cần. Ví như, thưa Đại Vương, giữa những con voi đáng được điều phục, hay những con ngựa đáng được điều phục, hay những con bò đáng được điều phục, có hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, và có hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò không được khéo điều phục, không được khéo huấn luyện. Thưa Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào? Hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, có phải chúng được điều phục, đạt được khả năng điều phục? Đang tất cả rất năng, chúng được điều phục, đạt được vị trí điều phục, đang tác phu mí. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Còn hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò không được khéo điều phục kia, không được khéo huấn luyện kia, không được điều phục mà chúng đạt được khả năng điều phục, không được điều phục mà chúng đạt được vị trí điều phục, như hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều phục kia, được khéo huấn luyện kia. Thưa không, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, thưa Đại Vương, những gì đạt được do lòng tin, do ít bệnh tật, do không gian trá, không dối trá, do tinh cần tinh tấn, do trí tuệ, cũng sẽ do bất tín, do nhiều bệnh, do xảo trá, do dối trá đạt được. Sự tình như vậy không thể xảy ra. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thuyết nhân duyên, Hetu Rupang. Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sắc Đế Lợi, Bà La Môn, Vệ Xá, Thủ Đà. Và nếu các vị này thành tựu năm tinh cần chi này, nếu họ chân chánh tinh cần, thì Bạch Thế Tôn, có thể có sự khác biệt nào, có thể có sự khác biệt nào giữa các vị này không? Thưa Đại Vương, ta nói không có sự khác biệt gì về phương diện giải thoát đối với các đối với giải thoát. Ví như, thưa Đại Vương, một người đem củi khô từ cây sala lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra, và một người khác đem củi khô từ cây sala lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem củi khô từ cây sụp lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem củi khô từ cây Udumbara lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Thưa Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào? Vì rằng các loại củi dùng để nhen lửa sai khác. Vậy có những sai khác gì giữa ngọn lửa với ngọn lửa, giữa màu sắc với màu sắc, giữa ánh sáng với ánh sáng? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, thưa Đại Vương, với sức nóng do tinh tấn tạo nên, do tinh cần nhiên nhiễm lên, ở đây ta nói không có một sự sai biệt gì về giải thoát đối với giải thoát. Phân đoạn 4, 3, 5. Thắc mắc về chư thiên.
Nhà vua lại nêu lên câu hỏi về chư thiên, nhưng được Đức Phật nhắc là nên đặt lại câu hỏi cho đúng với điều thắc mắc trong lòng, vì Đức Phật hiểu rõ nhà vua thật sự muốn hỏi gì. Kinh văn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên, Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch Thế Tôn, nhưng có chư thiên không? Thưa Đại Vương, sao Đại Vương có thể nói Bạch Thế Tôn, nhưng có chư thiên không? Bạch Thế Tôn, không biết chư thiên ấy có sanh lại tại đây không hay không sanh lại tại đây. Thưa Đại Vương, chư thiên nào có não hại tâm sanh lại tại đây, chư thiên nào không có não hại tâm không sanh lại tại đây. Chú thích: theo sớ giải từ câu chư thiên nào cũng không có não hại tâm, chỉ có duyên đã chứng tam quả a na hàm, vốn đoạn tận dục ái và sân. Phân đoạn 36: Đệ tử Phật và hoàng tử của vua. Kinh văn: Khi được nghe nói vậy, tướng quân Quý Đu đã phá Bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chư thiên có não hại tâm sanh lại tại đây, có thể đánh đuổi hay trục xuất chư thiên có não hại tâm không sanh lại tại đây không? Tôn giả Ananda: Khởi lên ý nghĩ như sau. Tướng quân Quý Đu đã phá này là con vua Bát Xê Na Đí nước Kosala. Ta là con Thế Tôn, nay đã đến thời người con nói chuyện với người. Rồi Tôn giả Ananda nói với tướng quân Quý Đu Đá Phá: Này tướng quân, nay ở đây tôi sẽ hỏi lại tướng quân vấn đề này, nếu có thể được tướng quân hãy trả lời. Này tướng quân, tướng quân nghĩ thế nào? Xa rộng cho đến lãnh thổ của vua Bát Xê Na Đí nước Kosala và tại chỗ của vua Bát Xê Na Đí nước Kosala ngự trị vì tại chỗ ấy vua Bát Xê Na Đí nước Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất vị Sa môn hay Bà La môn có công đức tu hành hay không, hay không có công đức tu hành, có sống phẩm hạnh hay không sống phẩm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? Thưa Tôn giả, xa rộng đến lãnh thổ của vua Bát Xê Na Đí nước Kosala và chỗ nào vua Bát Xê Na Đí nước Kosala ngự trị vì tại chỗ ấy vua Bát Xê Na Đí nước Kosala có thể đánh đuổi hay trục vị Sa môn hay Bà La môn có công đức tu hành hay không có công đức tu hành, có sống phẩm hạnh hay không sống phẩm hạnh ra khỏi chỗ ấy. Thưa tướng quân nghĩ thế nào? Xa rộng ngoài lãnh thổ của vua Bát Xê Na Đí nước Kosala và tại chỗ của vua Bát Xê Na Đí nước Kosala không ngự trị, không trị vì tại chỗ ấy vua Bát Xê Na Đí nước Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất vị Sa môn hay Bà La môn có công đức tu hành hay không có công đức tu hành, có sống phẩm hạnh hay không sống phẩm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? Thưa Tôn giả, xa rộng ra ngoài lãnh thổ của vua Bát Xê Na Đí nước Kosala và tại chỗ của vua Bát Xê Na Đí nước Kosala không ngự trị, không trị vì tại chỗ ấy vua Bát Xê Na Đí nước Kosala không có thể đánh đuổi ra khỏi chỗ ấy. Thưa tướng quân có nghe nói đến chư thiên ở cõi trời 33 không? Thưa vâng Tôn giả, chúng tôi có nghe nói đến chư thiên ở trời 33 và ở đây vua Bát Xê Na Đí nước Kosala cũng nghe nói đến chư thiên ở cõi trời 33. Này tướng quân, ông nghĩ thế nào? Vua Bát Xê Na Đí nước Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất chư thiên ở cõi trời 33 ra khỏi chỗ ấy được không? Thưa Tôn giả, vua Bát Xê Na Đí nước Kosala không thể thấy chư thiên ở cõi trời 33. Làm sao vua lại có thể đánh đuổi hay trục xuất chư thiên ở cõi trời 33 ra khỏi chỗ ấy? Cũng vậy, này tướng quân, chư thiên có não hại tâm sanh lại tại đây, không có thể thấy được chư thiên không có não hại tâm không sanh lại tại đây. Làm sao lại có thể đánh đuổi hay tẩm xuất chư thiên không có não hại tâm không sanh lại tại đây ra khỏi chỗ ấy được? Rồi vua Bát Xê Na Đí nước Kosala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy tên gọi là gì? Thưa đại vương, tên là Ananda. Ananda Rupo Watapho. Thật hân hoan thay, Ananda Watapho. Ananda Watapho, thật hoan hỷ thay. Tôn giả Ananda, có thuyết nhân duyên. Ananda, thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch Thế Tôn, có phạm thiên không? Thưa đại vương, sao đại vương có thể nói vậy? Bạch Thế Tôn, có phạm thiên không? Bạch Thế Tôn, phạm thiên có sanh lại tại đây hay không sanh lại tại đây? Thưa đại vương,
Nếu Phạm Thiên có não hại tâm thì Phạm Thiên ấy có sanh lại tại đây, nếu không có não hại tâm thời Phạm Thiên ấy không sanh lại tại đây. Phân đoạn 437. Đối với vua thì một việc cần sáng tỏ. Vua Bát Xê Na Đi đã làm sáng tỏ những ai nói những lời Phật dạy nhưng truyền đạt sai lời, sai ý. Và nhà vua cũng bày tỏ hoan hỷ trước những câu trả lời của Đức Phật. Kinh văn: Rồi một người khác tâu với vua Bát Xê Na Đi nước Cô Sa La: Tâu đại vương, Bà La Môn Sanh Trái Giá thuộc dòng họ Akasa đã đến. Rồi vua Bát Xê Na Đi nước Cô Sa La nói với Bà La Môn Sanh Trái Giá thuộc dòng họ Akasa: Này Bà La Môn, ai phổ biến câu chuyện này trong nội cung? Tâu đại vương, tướng quân Quý Đu Đáp Phá. Tướng quân Quý Đu Đáp Phá lại nói: Tâu đại vương, chính Bà La Môn Sanh Trái Giá thuộc dòng họ Akasa. Rồi có một người tâu với vua Bát Xê Na Đi nước Cô Sa La: Tâu đại vương, nay đã đến thời dừng xe. Nay đã đến thời dùng xe. Rồi vua Bát Xê Na Đi nước Cô Sa La bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thế Tôn về nhất thiết trí. Thế Tôn đã trả lời về nhất thiết trí. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thế Tôn về sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Thế Tôn đã trả lời cho chúng con về sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, chúng con chấp được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về chư thiên á chế đê quê và Thế Tôn đã trả lời về chư thiên. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về Phạm Thiên và Thế Tôn đã trả lời về Phạm Thiên. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận nên làm chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, vẫn điều gì chúng con hỏi Thế Tôn, vấn đề ấy Thế Tôn đã trả lời, và câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều công việc, có nhiều phận sự phải làm. Đại vương hãy làm những gì đại vương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Bát Xê Na Đi nước Cô Sa La hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân binh hữu hướng về ngài rồi ra đi. Dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chúc tích tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng giảng dạy bài kinh vừa đọc. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Xong thầy giờ dạ, con Pháp Đăng kính hành lễ Đức Tam Bảo và kính hành lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng với chư tôn Đức Tăng kính chào với bảy cô tu nữ thân chào Phật tử. Thì chúng ta thấy rằng bài học hôm nay đã nói về một vị vua. Và chúng ta cũng biết là vua Bát Xê Na Đí là một sẽ là một vị Phật tổ ở trong tương lai. Và đã là một vị Phật tổ đó thì ngài sẽ có những cái pháp tu và có những cái sự suy tầm suy tư về những cái điều mà chúng ta thấy ở đây, nói về cái nhất thiết trí của Đức Thế Tôn, nói về các giai cấp, nói về chư thiên phạm thiên. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài học hôm nay đó thì chúng ta thấy đã vào hỏi và những cái điều ở đây đó thì chúng ta thấy những cái chuyện mà nghe qua nghe lại và nói sai lời thì chúng ta cũng không có bàn đến làm gì, để chúng ta biết rằng nhé, thực sự là thì Đức Thế Tôn với tâm của mình biết được tâm của vua Bát Xê Na Đí, biết vua Bát Xê Na Đí sẽ thành một vị Phật tổ trong tương lai. Thì chúng ta cũng cũng biết đó, vua Bát Xê Na Đí và Ma Vương sẽ thành Phật tổ ở cái quả địa cầu sau, cái quả địa cầu này.
À, như vậy á, thì đã là một vị Phật tổ đó, thì những cái vị Bồ Tát đó đó được tu tập về những cái pháp mà chúng ta thấy như là Đức Phật Gotama mà có người bạn là Kathikara và Đức Phật Kassapa vậy. Thì khi mà vào nghe pháp rồi thì rất là hoan hỷ với Đức Phật Kassapa và được xuất gia, xin xuất gia và hỏi giáo pháp tuyệt vời như vậy, tại sao bạn lại không xuất gia? Thì chúng ta biết rằng thanh niên Kathikara cũng trả lời là vì có mẹ cha mù lòa cần phải nuôi dưỡng. Thì đó là cái câu chuyện của Đức Phật Gotama và cái câu chuyện của Vipassana sẽ là vị Phật tổ trong tương lai. Thì chúng ta thấy qua cái câu hỏi đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật á, mà ngài khẳng định rằng ngài khẳng định lại là ai mà tin tưởng Như Lai, tin tưởng Đức Thế Tôn đó, tin tưởng Đức Phật là một bậc nhất thiết trí, và ngài thuyết pháp đó, với nhất thiết trí. Thì chúng ta biết rằng nhất thiết trí á, thì Đức Phật á, ngài có những cái thành tựu như là sanh tử trí và ngài biết sự sanh tử chúng sanh, hoặc là thiên thiên nhãn thông, hoặc là thiên nhĩ thông, với tai của Đức Thế Tôn nghe được tất thiên vạn thiên, hay là tất cả những thứ tiếng dù là loài nào, hoặc là tha tâm tông với tâm của Đức Thế Tôn biết được tâm của tất cả chúng sanh. Túc mạng thông với tâm Đức Phật đó, hiểu biết được tiền kiếp của tất cả chúng sanh, hay là của Đức Phật, của Đức Bồ Tát khi mà ngài còn luân hồi. Và thần thông thì ngài có thể biến hóa để chinh phục chư thiên phạm thiên bất cứ ở cõi nào, và lậu tận thông là ngài hết những lậu hoặc phiền não. Thì như vậy á, nhất thiết trí được Đức Phật nói đến, hay là được trong bộ Patthisamvada nói đến đó, với 72 cái loại, 73 cái loại trí, trong đó có 67 cái loại trí của vị Thinh Văn Thượng Thụ, nhưng còn 6 cái loại trí của một vị Chánh Đẳng Chánh Giác thôi, hoặc là nhất thiết chủng trí, hoặc là vô chướng ngại trí, đại bi định trí, song tông trí, quyền lực thần trí, y ký tùy miên phiền não trí. Ngài biết được cái phiền não tùy miên của chúng sanh, hay ngài biết được cái căn quyền của chúng sanh, và tính tấn niệm định tuệ quyền mạnh yếu, hay là ngài biết được cái sự ô nhiễm của tất cả chúng sanh. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng một vị chánh đẳng chánh giác đó, ngài có nhất thiết trí, và vua Ba Si Na Đí muốn muốn hỏi Đức Thế Tôn về cái vấn đề, và Đức Thế Tôn ngài đã tuyên bố rằng ai mà có lòng tin với cái chánh pháp mà được Đức Thế Tôn thuyết giảng, ngài tuyên bố ngài là bậc 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 có cái tri kiến, ngài là một vị có cái tri kiến toàn hảo, và ngài nói lên tất cả các pháp. Thì chúng ta cũng biết rằng đối với Đức Phật, một vị chánh đẳng chánh giác, ngài thuyết lên tất cả các pháp, và cái người nào mà tin Đức Phật mà tin qua xuyên qua cái chánh pháp, thì cái lòng tin của người đó rất là vững bền, chứ không có bị mai một. Nhưng mà nếu chúng ta tin Đức Phật với một cái cách như là thần linh ban phước tha tội đó, thì chúng ta sẽ gặp nhiều cái trắc trở, nhiều cái trắc trở, vì chúng ta không suy tư về cái nghiệp lực, không suy tư về cái sự luân hồi, không có suy tư về chư thiên phạm thiên, hay là những cái sự tương tự như vậy. Mà trong cái bài kinh này chúng ta cũng được nghe hỏi chư thiên có tổn não hại và chư thiên không có não hại. Chỉ có khi nào chúng ta nghe và chúng ta biết được đó, thì chúng ta mới thấy được tại sao mà Đức Thế Tôn ngài nói về chư thiên có não hại và chư thiên không có não hại, mà chư thiên có não hại mới sanh lại, hay là phạm thiên có não hại mới sanh trở lại cõi này, và chư thiên hay phạm thiên không có não hại thì không sanh lại cõi này. Thì chúng ta biết rằng những vị chư thiên hay những vị phạm thiên đó, có những vị là đệ tử của Đức Phật, là vị thánh cư sĩ, tuy rằng còn luân hồi, nhưng mà những vị này đã giải thoát tương đối một số lậu hoặc phiền não, nên các ngài có thể từng tự lên cao rồi viên tịch niết bàn luôn, không có sanh lại cõi này. Nhưng mà cũng có những vị chư thiên phạm thiên mà còn lậu hoặc, còn phiền não, chưa phải là đệ tử của Đức Phật, hoặc là những vị đó do những cái thiện sự công đức mà sanh lên cái cõi chư thiên, chưa phải là cái vị tu tập, chưa có chứng đắc được các cái pháp
mà nói về đạo quả, nên những cái vị này đó là không có thể nào mà không sanh lại, vì vị đó còn cái chủng tử phiền não để đưa tái sanh trở lại những cái cõi khổ, chứ đừng nói là đến cõi này. Chính vì điểm đó đó, chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày nói rằng một cái người mà tin tưởng Đức Phật, tin tưởng cái sự giác ngộ của Đức Phật, tin tưởng Đức Thế Tôn là một cái bậc bậc trí tuệ minh và hạnh, minh hạnh túc đầy đủ, ngài có những cái ân đức cao thượng, tin tưởng Đức Thế Tôn là bậc cái tri kiến viên mãn, có nghĩa là những cái việc mà Đức Thế Tôn ngài nói không có thể nào mà nói, ai có thể nói ngược trở lại được, không ai đảo lộn được cái lời dạy của Đức Phật đúng với chánh pháp, nói hợp pháp và nói có nhân duyên. Thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng 12 nhân duyên hay là chư Phật đều chứng ngộ được cái pháp nhân duyên, từ vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái tụ hữu, sanh lão tử, sầu bi khổ hữu não, những cái hiện tượng của danh và sắc được Đức Thế Tôn, các đức Phật đều chứng ngộ và thấy được cái sự sanh tử, bắt xích sanh tử luân hồi. Như vậy nên như bác sĩ nói đi, muốn hỏi, muốn biết và muốn hoan hỷ. Vì thường thường thì quý vị biết rằng chỉ có khi nào một cái người mà hiểu về cái bậc đạo sư của mình càng suy nghĩ, càng 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 suy nghĩ, càng tìm hiểu đó, cũng như là cái bài kinh ví dụ dấu chân voi vậy quý vị. Mình thấy một con voi cái dấu chân có chân bự, nhưng mình đừng có nghĩ là đó là con voi Chúa, mà phải theo dõi những cái chém, những cái dấu chém chặt trên đường đi của nó, rồi mới đi mới thấy được con voi Chúa đó, chứ không phải thấy cái dấu chân bự mà là con voi Chúa. Có nhiều khi dấu chân bự thấp lùn như vậy nhưng mà không phải là con voi Chúa. Thì Đức Thế Tôn ngài thuyết ở trong kinh Trung Bộ thì rất là nhiều, và chúng ta cũng cũng đọc học qua. Thì ở cái điểm này đó thì chúng ta thấy rằng những cái vị Bà La Môn hay là những cái người mà khi mà họ nghe đi rồi nói lại thì hoàn toàn nó không có hoàn hảo. Thường thường thì quý vị biết rằng một cái người mà nghe mà nói lại cho hoàn hảo đó, mình phải thuộc hết những cái chi phật thì mình mới nói không có bỏ sót. Chứ thường thường thì dù chúng ta có nghe nhưng mà chúng ta nói lại đó, nó cũng vẫn không có được đầy đủ. Quý vị nào có dịp mà mình ngồi mình nghe một vị pháp sư nước ngoài họ thuyết tiếng Anh khi mà thuyết qua tiếng Việt, hay là một cái vị đó họ thuyết tiếng Miến rồi dịch qua tiếng Anh, thì cái người họ nghe họ dịch đó có nhiều khi nó cũng không có hoàn hảo, vì cái kiến văn của vị đó đó, kiến văn của vị đó dở hơn cái vị mà giảng đó, thì vị đó lại dịch sót rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà cái vị pháp sư đó mà giảng đó, mà cái kiến văn của vị dịch đó mà nhiều hơn đó, thì họ sẽ bổ sung thêm những cái kém khuyết thành một cái bài pháp hay hơn. Nên thường thường quý vị biết rằng cái người mà nói và cái người nói lại đó, có nhiều khi đó là họ nói mình nghe được hai thứ tiếng đó, thì mình sẽ biết được đó, cũng như một lần sư trưởng qua Bồ Đề Đạo Tràng quý vị, những cái người du học sinh đi qua Đạo Tràng Bồ Đề để mà dự lễ tụng tam tạng đó, thì họ nghe được hai tiếng, tứ tiếng tiếng Anh và cái tiếng 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 Việt. Nhưng mà khi mà sư trưởng thuyết tiếng Việt đó thì những người họ nghe được cái tiếng Việt rất là hay, nhưng mà khi mà vị kia dịch qua tiếng Anh đó, thì dịch những cái điểm cần nói dài thì bị nói ngắn, những câu chuyện nói ngắn thì bị lại nói dài. Nên những cái người được đó, là cái người dịch đó, là không có khả năng để chuyển đạt cái ý của cái vị giảng sư. Thì nó cũng giống như vậy. Nên quý vị biết rằng nói như vậy để quý vị biết rằng chúng ta mà có nghe một cái vị pháp sư nào tài giỏi đi, nhưng mà nếu mà chúng ta mà nghe qua cái ngôn ngữ của người dịch đó, thì
phần nhiều chúng ta sẽ bị ảnh hưởng cái người dịch. Nếu cái người dịch đó mà họ cái kiến thức của họ quá yếu kém đó thì họ không thể nào dịch hết. Chúng ta có thể hiểu như là một cái phương thức toán học, hay là chúng ta hiểu như là tam tạng kinh điển của Đức Phật có kinh tạng, luật tạng và A Tỳ Đàm tạng. Mà nếu một người mà họ không có học A Tỳ Đàm tạng đó, mà cái vị pháp sư đó nói về A Tỳ Đàm tạng đó, thì cái vị mà họ họ thuyết trình lại đó, họ có họ dịch lại đó, họ đều không dịch, không khả năng để dịch, vì họ nghe những cái từ ngữ họ cũng đã khó khăn rồi. Thì chúng ta cũng thấy như là một cái vị mà giáo sư toán mà họ nói toán mà mình không có thông thạo về toán học đó, mình sẽ không nói được. Nhiều khi mình về địa lý hay là bị về thiên văn hay là về nhân chủng học, bất cứ một cái loại nào mà mình không có học đó, mà nếu người đó đưa ra những hình ảnh thí dụ đó, chúng ta đều lúng túng, hoặc là chúng ta sẽ nói đơn giản, nói ngắn gọn, những cái ý bị đó muốn trình bày dài mình cũng không có khả năng để nói dài. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng câu chuyện mà nói qua nói lại nó cũng giống như vậy. Nhưng mà Đức Phật với tâm của mình biết được tâm của vua Ba Xê Na Đí, nên Đức Phật ngày trả lời cho vua Ba Xê Na Đí về cái lòng tin đối với bậc đạo sư. Rồi vua Ba Xê Na Đí nói về bốn giai cấp, cái giai cấp cao hay thấp, thì Đức Phật ngày cho biết rằng trong cái giai cấp đó đó, người ta phân biệt á, do cái giai cấp đó là Bà La Môn, giai cấp đó là Sát Đế Lị, Thủ Đà hay Chiên Đà. Còn đối với Đức Phật á, thì Đức Phật á, ngày biết tất mình không có vàng bạc đó, thì đồng nghĩa với mình không có tài sản, không có lúa gạo hay không có vật dụng. Vì alo alo cái đường nét của chúng tôi thì nó không có được, nó không có được 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 mạnh, chúng tôi biết nó rất là yếu, nên bữa hôm giờ chúng tôi vô nó cứ rớt hoài nên chúng tôi cũng không vô. Bữa hôm nay giảng thì chúng tôi cũng biết là chúng tôi sẽ rất là trục trặc, vì cái đường nét ở Việt Nam nó đang bị đứt cái một cái đường ở qua dẫn qua Singapore, chúng tôi chỉ nghe như vậy thôi mà chưa khắc phục, nên cái đường nét đó, chúng tôi thấy cũng rất là yếu. Nhưng mà quý vị cố gắng nghe, lúc nào quý vị mà không nghe được thì chúng tôi cũng không biết làm sao hơn. Như vậy á, thì chúng ta biết rằng chúng ta biết Đức vua hỏi về bốn giai cấp, Đức Phật á, thì ngài biết về bốn giai cấp đó. Có nhiều người đó, lúc nhỏ thì họ nghèo nhưng mà lớn về già họ giàu, hoặc là có những lúc á, còn nhỏ họ giàu nhưng mà về già họ nghèo. Thì cái chuyện này nó đều có xảy ra hết quý vị, đều có xảy ra, do cái điều kiện là do phước báo, do cái điều kiện là do cái sự nỗ lực của chúng ta. Cái sự nỗ lực đó thì quý vị thấy, ở đây Đức Phật này nói rằng một cái người mà có nỗ lực đó là họ có những cái tinh cần. Những cái tinh cần đó là gì? Nếu mà họ có cái sự siêng năng, họ có ít bệnh hoạn, họ có cái sự chân thật, họ có cái trí tuệ, họ có những cái điều kiện như vậy đó, thì họ sẽ làm ra được tài sản, hoặc là họ có khả năng để tiếp thu những cái ngành nghề, vì họ có trí tuệ, họ học mau lẹ, họ có đức tin,
họ tin những cái nghề nghiệp họ học hỏi đó nó sẽ mang lại cái tài sản cho họ, vì họ thấy những người học trước tinh thông, và khi mà họ được vua chúa chọn để làm việc cho vua chúa, nên họ có lòng tin khi mình học được như vậy thì mình sẽ có được những cái khả năng để thu hoạch được tài sản. Nên thường thường quý vị thấy rằng một cái người mà đi học nghề cũng vậy, nếu chúng ta thấy một cái người đi học nghề mà họ không có lòng tin nè, rồi họ không có tinh tấn, họ bệnh hoạn nhiều, rồi họ lười biếng nhiều, rồi họ ngu dốt đó, thì họ sẽ không có thể nào mà học được nghề nghiệp. Nhưng mà nếu một người mà đi học nghề nghiệp đó mà họ có lòng tin, rồi họ có tinh tấn, rồi họ có chân thật, như học á, người ta học mình học á, người ta hỏi mình hiểu không thì mình hiểu mình nói hiểu, còn không hiểu mình nói không hiểu để người ta giải thích hiểu. Chứ còn nếu mình học người ta dạy mình mà mình cứ nói mình hiểu không đó, rồi đến lúc mà mình áp dụng đó mình không có thể nào áp dụng được. Nên khi một cái người đi học nghề đó thì họ cũng phải có cái sự chân thật. Một cái người học sinh cũng vậy, hay là một cái người làm một cái ngành nghề gì, cái căn bản gì, những cái tinh cần nó vẫn có, siêng năng phải có lòng tin với cái học hỏi đó, và phải ít bệnh hoạn. Chứ còn bệnh hoạn nhiều nó cũng là cái điều kiện trở ngại, và phải có cái sự nỗ lực, phải có cái sự trí tuệ. Những cái điều kiện đó nó phải có, vì nó không có đó nó không có thể làm cho cái người đã thoát khỏi những cái sự khổ đau. Bởi vì thường thì chúng ta biết rằng một cái người có trí tuệ đó mà không chịu làm cũng không được. Một người có trí tuệ đó, mình học hỏi nhiều. Bởi vì quý vị thấy có nhiều người, chúng tôi cũng nghe cái trường hợp có nhiều người ở bên Mỹ họ học rất là giỏi, nhưng mà họ muốn người ta biết được cái tài năng của mình, chứ còn họ không có chịu đi làm, ít tiền. Thường thường quý vị biết rằng dù chúng ta có học đi đi nhưng mà chúng ta cũng phải làm, rồi chúng ta phải làm, rồi chúng ta phải cho người ta thấy được cái trí tuệ của mình trong cái công việc làm. Mình có thể điều hành được chuyện này chuyện kia, mình có thể phát minh được chuyện hay chuyện lạ, thì người ta mới mới tận dụng cái trí tuệ của mình được. Chứ còn nếu mình đó, mà học cao đi, nhưng mà mình tự cao là mình học cao, mình không có chịu đi tìm một cái nghề nghiệp nào mình làm, hoặc là mình không có tận dụng cái sự siêng năng, hay là mình khoác lác quá người ta cũng không có thích. Mà mình phải có cái sự chân thật trong cái việc làm, mình phải bảo đảm được cái việc làm đó, và mình phải siêng năng gánh vác cái công việc đó. Cũng giống như một cái người mà buôn bán, đúng giờ thì mở cái tiệm để buôn bán, mà nếu mà mình mở cái tiệm trễ, nay rồi mai sụp đó, thì có nhiều khi người ta ta sẽ suy nghĩ rằng hôm qua giờ đó mình đi đó thì cái tiệm đó chưa mở, thôi mình đi qua cái tiệm khác mình mua. Cái tiệm đó đó là hôm qua tới 9 10 giờ mới mở, dù bữa hôm nay mình có mở 4 giờ nhưng mà người ta cũng mất lòng tin với mình. Nên đó, chúng ta thấy Đức Phật ngài nói những cái tinh cần chi này đã cho những cái giai cấp, và bất luận cái giai cấp nào đó, thì cái việc mà siêng năng, hay là cái việc mà có lòng tin đó, mình xây dựng cái sự thành công của mình trên lòng tin. Bởi vì mình làm sao cho người ta tin mình, và mình làm sao người ta tin mình đó, mình phải có siêng năng, mình mở cửa đúng giờ, cửa đúng giờ. Đó là cái sự siêng năng, mà có cái lòng tin để người ta được tin tưởng với mình. Rồi mình buôn bán đó, thì mình cũng phải có thông minh trí tuệ, biết buôn bán theo mùa, buôn bán những lúc cần, mùa này hay Tết cần phải bán buôn cái gì, qua Tết mùa lạnh phải bán buôn cái gì, rồi mùa nóng phải bán buôn cái gì. Thì cái người buôn bán phải có trí tuệ như vậy. Dù họ ở trong cái giai cấp vua chúa thì họ cũng phải biết điều hành như thế nào, tiến binh như thế nào, lùi binh, trời lũ lụt hoặc là trời rét lạnh đó, thì phải cần như thế nào để nuôi dưỡng, để vận hành cái đoàn binh cho được 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 không có thất bại, không bị chết đói, chết khát, không bị bệnh hoạn. Điều đó nó cần đòi hỏi rất là nhiều ở trong những cái giai cấp. Nếu mà chúng ta thấy những cái tinh cần chi của Đức Phật nói, mà chúng ta suy nghĩ
dù là bất luận ở cái giai cấp nào, buôn bán hay là sát đế lỵ bà la môn hay là gia chủ hay là thủ đà chiên đà đó, thì nó có những cái điều tinh cần chi của Đức Phật đó, thì người đó sẽ tiến bộ. Nhưng mà ngược lại đó, nếu mà dù ở giai cấp nào thiếu những cái tinh cần chi này đó, thì cái giai cấp đó cũng sẽ không có mạnh vững mạnh được. Chính vì điểm đó nên Đức Phật ngài mới nói cho vua Vasenadi về những cái tinh cần chi, những cái điều kiện mà để mang lại cái sự hạnh phúc an lạc lâu dài cho giai cấp sắc đế lỵ hay là giai cấp bà la môn hay cái thủ đà vệ sát, những cái người mà thành tựu những cái tinh cần chi này đó, thì họ sẽ được tốt đẹp, đưa ra sự huấn luyện. Thì một cái tinh cần chi mà Đức Phật ngài nói đó, giống như là con voi hay con bò hay con ngựa được huấn luyện, thì nó sẽ huấn luyện, nó chịu quen và nó làm quen đó quý vị. Bởi vì nó nói trăm hay không bằng tay quen là vậy đó. Cái người rót dầu thì họ rót dầu qua cái đồng xu, cái người họ bắn tên hoài đó, họ bắn cũng trúng cái lỗ đồng xu. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta biết rằng cái việc mà chúng ta làm biết nó trở thành thiện xảo, bởi vì cái nghề nghiệp mà chúng ta làm hoài nó trở thành giỏi, mình làm hoài nó trở thành cái thiện xảo. Và chính cái điều đó nó là cái điều cần thiết để duy trì các cái ngành nghề, để phát triển các ngành nghề và phát minh ra trong các cái ngành nghề. Bởi vì quý vị thấy rằng không có một người nào họ không làm, ví dụ như họ đi cắt lúa, trong nhiều người cắt lúa thì có người họ phát minh ra được cái máy cắt lúa, tuy họ cũng ra ngoài đồng ruộng họ cắt lúa, họ thấy cái sự cắt lúa đó là cắt như vậy cực khổ, nhưng mà họ có thể phát minh ra cái máy cắt lúa được, và họ tìm cách để cắt mau hơn được. Thì chúng ta cũng thấy rằng khi mà chúng ta nhìn vào công việc, chúng ta có cái trí tuệ thì chúng ta sẽ thấy mình cần làm gì để mang lại cái kết quả mau lẹ hơn, nó cũng giống như vậy. Đức vua hỏi những cái tinh cần chi này trong bốn giai cấp rồi đưa đến kết quả, thì Đức Phật thì ví dụ giống như lửa vậy, lửa bự cũng bật bất cứ một loại cây, loại cây xoài hay là cây đum ba la hay là cây những cái cây sa kê hay là cây dầu hay cây sao hay cây gì, hay cái đốt lửa lên thì nó đều có màu sắc ánh sáng và nó có cái sức nóng của cái nhiên liệu. Thì cũng như vậy, những cái tinh cần chi đó nó sẽ làm cho những cái người đã đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát, khi mà một cái người tu học đó, họ có lòng tin đối với bậc đạo sư, rồi họ có siêng năng, họ ít bệnh hoạn, rồi họ có chân thật và họ có trí tuệ. Bởi vì quý vị thấy một cái người tu tập đó, nếu mà tu thiền, chúng ta tu tập chúng ta thấy cái gì chúng ta trình bày cái đó, nó cũng là cái sự chân thật. Còn cái người mà họ diễn dông, mà suy tưởng diễn dông, hoặc là họ nói để mà thuyết phục người khác đó, thì họ nói lung tung, nhưng mà họ không phải là người chân thật. Vì cái sự chân thật đó, của cái người tu thiền đó, mình có sao nói vậy, và nói đúng theo cái hiện tượng tâm tâm sinh lý vật chất của mình, hay là mình gọi chung là danh và sắc của mình, nó có hiện tượng gì trong lúc mình tu thiền, thì mình cũng phải nói thật như vậy. Mình không có tô hồng chuốt ngọc gì ở trong cái sự tu tập đó. Thì những cái vị mà có kinh nghiệm đó, họ nghe mình và họ có thể giải thích cho mình được. Thì dù là ở cái lĩnh vực nào đó, thì chúng ta cũng biết rằng cái sự chân thật hay là cái sự ít bệnh hoạn hay là cái sự siêng năng hay là cái lòng tin và cái trí tuệ đó là những cái tinh cần và có thể đem được cái sự giác ngộ giải thoát. Rồi chúng ta thấy rằng Đức vua quay qua hỏi có chư thiên không, thì Đức Phật này đã hỏi lại tại sao Đại Dương lại hỏi như vậy. Nhưng mà Đức Phật này vẫn nói là có chư thiên. Thì quý vị biết rằng Đức Thế Tôn người thuyết về bốn cái loại sanh đó, thai sanh, nọ sanh và quả sanh. Nhưng mà quả sanh nhưng rất là khó tin nhất, và chúng ta cũng khó hiểu nhất là cái quá sanh. Nên chúng ta thấy biết bao nhiêu những cái tôn giáo, biết bao nhiêu cái lập luận, khi mà người ta chết người ta sanh làm ngạ quỷ, người ta sẽ cho thấy
Rồi cũng có những người chết họ sanh vào địa ngục không cho ai thấy vì không có thấy được, hoặc là họ sanh làm chư thiên, như là cậu mắt thác quân ở lý cũng cho cha mình thấy, cho chúng sanh thấy khi mà Đức Phật ngày chú nguyện cho mắt thác quân ở lý là vị thiên tử hiện ra. Thì chúng ta thấy rằng nói như vậy để chúng ta biết rằng cái loài quá sanh đó là cái loài mà chết là sanh liền tức khắc, tử là sanh liền chứ không phải 49 ngày hay 21 ngày hay là giáp năm hay là tiểu tường đại tường, nó không có như vậy. Nên đó, vua Ba Xê nó đi hỏi về cái điều này đó, thì chúng ta cũng biết rằng Đức Phật ngày cũng đã nói cái lòng tin của chúng ta với Đức Phật đó, mà tin có loài quả sanh đó, mà chúng ta tin đúng đắn đó, là một chuyện cực kỳ khó, chứ không phải là đơn thuần như là chúng ta nghe và chúng ta học hỏi. Nhiều khi chúng ta nghe và chúng ta học hỏi nhưng mà chúng ta không suy tư và chúng ta học không đến nơi đến chốn đó, thì chúng ta cũng cũng sẽ cái tâm tư của chúng ta nó cũng sẽ hoàn xuyên chứ nó không có được hoàn hảo. Bởi sao vậy? Vì thường thường đó, chúng ta thấy như là mở cửa mã 3 ngày rồi cũng tuần 7 ngày, cũng nhiều tuần 3 tuần là 21 ngày, 7 tuần là 49 ngày hoặc là 100 ngày. Chúng ta nghĩ cái việc này đó, thì chúng ta phải hiểu là cái việc mà chúng ta làm phước nhiều lần cho cái người đó. Hoặc là nếu người đó không nhận phước đó, thì chúng ta cũng là người nhận phước. Và cái điều đó là cái điều tốt đẹp trong cái gia tộc của chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu đúng đó, còn khi mà chúng ta hiểu cái người chết họ ăn năm nào cũng cúng, ngày nào cũng cúng, điều đó nó không có phù hợp, không phù hợp vì cái việc cúng của chúng ta đó không có tạo phước, mà chúng ta chỉ cúng dường gia tăng thì chúng ta mới gọi là cúng dường để tạo phước. Còn khi mà chúng ta cúng cho những vong linh đó, những vong linh đó nếu họ tái sanh chỗ này chỗ kia thì họ không có nhận được cái phước. Còn cái phước đó thì loài nào cũng nhận được, dù là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, loài nào cũng có thể nhận được cái phước cúng dường tăng thí hết. Nên chúng ta nghe như vậy thì chúng ta thấy mình cúng dường, mình hồi hướng phước cho chư thiên vẫn được, cho ngạ quỷ cũng được, cho súc sanh cũng được. Dù là chúng ta biết rằng súc sanh đó, thì chết sanh qua một cái kiếp súc sanh, nhưng mà cái loại súc sanh đó có thể là ở trong cái kiếp súc sanh không lâu. Chúng ta thấy như là câu chuyện của số phá to đi giá, con chó mi đó, ví dụ như khi mà nó nghe nó biết được là cũng nó cũng bỏ cái thọ mạng. Hay là chúng ta nghe vua Asoka có sanh làm con rắn mà hoàng tử Ma Hình Đá đi đến thuyết pháp con rắn nghe, và con rắn từ bỏ cái sanh mạng của mình, qua mấy ngày sau thì sanh cõi trời. Thì chúng ta biết rằng cái năng lực phước báo công đức hoặc là cái năng lực của chánh pháp đó, nó có những cái sự thù diệu. Chúng ta hiểu rằng những cái loài quá sanh đó, có những cái loài quá sanh là Phạm Thiên, có những loài quá sanh là Chư Thiên, có những loài quá sanh là Atula, là những cái hương thần. Bởi quý vị biết rằng những cái người nào chấp thủ nhiều đó, họ chết, họ sanh làm những cái loại hương thần. Và những cái loại hương thần đó ganh tắp bá đó, thì quý vị biết rằng như là cái khúc gỗ bị hương thần đó, ở trong cái khúc gỗ đó đem về sẽ thành gián, thì cái vị đó cũng vẫn đi theo, cũng nương gá vào miếng ván đó. Khi mà làm củi, chẻ ra củi thì vị đó cũng vẫn nương gá, khi đó đốt củi thành than thì vị đó cũng vẫn nương gá trong đó. Chúng ta nghe như vậy chúng ta không có tin được. Tại sao? Từ cái gốc cổ thụ mà trở thành miếng ván, từ miếng ván mà trở thành cái cây củi, rồi từ cái củi đốt thành tro, tro bị nó cũng nương gá vào đó. Thì quý vị biết rằng do cái sự chấp thủ thôi quý vị. Chúng ta hiểu rằng ái mạnh thì thủ mạnh thì hữu mạnh thôi. Hễ họ có ái mạnh á, thì tất nhiên là họ phải thủ mạnh. Mà thủ mạnh thì họ có sanh hữu mạnh, có nghĩa là họ sanh hoài, họ nương gá theo cái đó hoài, dù ở cái góc độ này họ tiếp tục với góc độ kia họ vẫn nương gá vào đó. Đó là Đức Phật đã thuyết về có nhân duyên, có cái điều kiện, nhưng mà chúng ta không biết được nên chúng ta không tin những loài quả sanh. Thai sanh thì chung vô bào, bào thai sanh ra thì chúng ta thấy, thì chúng ta có thể nghe và chúng ta có thể tin.
Nhưng mà thấp xanh hay là nọn xanh chúng ta thấy loài đẻ trứng thì nở thành con gà, con vịt này kia nở. Nhưng mà những loài quá xanh tự nhiên có đó đều rất là khó để mà chúng ta tin. Nhưng mà Đức Phật ngài đã trả lời cho vua Vasenadi và chính cái vị hoàng tử Quý Đu Đá Phá mới nghe về chư thiên và hỏi sanh trở lại đây không, thì Đức Phật ngài đã nói rằng cái vị mà chư thiên nào có não hại thì mới sanh lại, còn vị chư thiên nào không có não hại thì không có sanh lại. Thì cái vị này hỏi và ngài Ananda đưa ra cái thí dụ từ cái cõi thấp mà lên cái cõi cao hơn thì làm sao có thể đánh đuổi cái vị chư thiên ở trên cõi trời 33 được. Được ví dụ giống như là cái lãnh vực phước báo công đức của vị chư thiên tặng thiên nó cao hơn, nó không có nằm trong cái quyền lực cai quản của mình thì làm sao mình có thể trục xuất cái người đó được. Bởi vì cái chỗ có não hại là có phiền não, thì có phiền não thì có sanh tử, mà những cái vị không có não hại đó là những vị đó đoạn trừ được một số kiết sử. Ví dụ chúng ta thấy rằng thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, hay chúng ta gọi là bốn tâm tham hợp tà tâm si hoài nghi đưa sanh vào bốn đường ác đạo, mà vị đó đã đoạn trừ được những cái điều này rồi, thì những vị này có tái sanh nhiều lắm 7 lần thì vị này cũng không rơi vào bốn ác đạo. Những cái vị mà đã diệt trừ kiết sử như vậy rồi đó thì cái sự luân hồi của vị đó vẫn có những cái giới hoàn hảo, mình gọi là kiện toàn phần giới, nên những cái vị đó không có não hại, nên có thể là do kiện toàn cái phần đó nên vị đó có sanh lại cũng làm cao hơn hoặc là sanh cao hơn, chứ không sanh lại cái chỗ có não hại là như vậy. Như vậy thì chúng ta biết là bà Như Ba Sĩ nó đi hỏi tiếp đến Phạm Thiên, thì chúng ta cũng biết rằng Phạm Thiên đó dù là Phạm Thiên Bồ Tát cũng được trong A Di Đàm nói về 8 hạng người, một phàm tam nhân đắc được 4 thiền bồ tát và 7 bậc thánh cao trừ vị thánh tu đà quần, vì ở đó không có thân nên không có tu thân quán niệm xứ được, chỗ đó còn thọ quán tâm quán và pháp quán niệm xứ, nên vì không có thân nên không có đắc được tu đà quần, không có bỏ được thân kiến, nên 4 cõi bồ tát kể 8 hạng người là phàm tam nhân đắc được thiền vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi vi tưởng xứ. Thì những vị phàm tam nhân đắc được thiền vô sắc dù là đắc cái thiền cao như vậy nhưng mà hết thiền hoại thiền vẫn lộn xuống cõi người và rơi xuống cõi khổ, vì vẫn còn những cái bất thiện tâm nên những vị đó vẫn phải lộn xuống cõi khổ. Còn những cái vị phạm thiên á, mà 7 cái tầng thánh từ thánh đạo tu tu đầu quần, thánh quả tu đà quần đó, mình bỏ thánh đạo mình lấy cái thánh quả, là cái nghĩa là người đó ở cõi nhân loại đắc được 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 đạo tu đà quần rồi đắc được 4 thiền bồ tát rồi sanh lên đó là người quả, người sơ quả chứ không phải là người đạo. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng trong A Di Đàm trình bày rất là kỹ lưỡng về vấn đề đó, có nghĩa là những vị phạm thiên như vậy đó họ có thể không sanh lại cõi này, họ có thể từ từ đó lên cao là họ niết bàn luôn chứ họ không sanh lên, nhất là 5 tịnh cư thiên. Như là chúng ta thấy những vị phạm thiên đắc được tam quả ngũ thiền sanh về cõi vô phiền vô nhiệt thiện kiến thiện hiện và sắc cú cánh thiên đó, thì những vị này sẽ niết bàn ở đó luôn và không có trở lại nữa. Hay là chúng ta thấy như là Khatikhara gì vị thánh A Na Hàm thời Đức Phật Kassapa có sanh làm vị phạm thiên cái tầng thấp đi, nhưng mà vị này cũng từng tự lên cao rồi niết bàn luôn chứ không có sanh lại, vì vị phạm thiên A Na Hàm là thánh bất lai, có nghĩa là thánh nó không có trở lại cõi dục này nữa, từ cõi sắc lên cao và niết bàn luôn thôi. Như vậy á, thì Đức Phật ngày trả lời cũng theo cái lý pháp và theo cái sự chứng ngộ các tầng thánh đạo thánh quả, đoạn trừ các loại kiết sử phiền não, nên á, ngài mới trả lời là những vị phạm thiên nào có não hại, có phiền não tâm thì vị đó còn sanh trở lại, vị nào không có não hại không có phiền não tâm sẽ không sanh trở lại, là ý nghĩa như vậy. Như vậy thì ở trong cái bài học hôm nay đó thì chúng ta thấy Đức vua rất là hoan hỷ khi mà hỏi về vấn đề này và được Đức Phật ngài trả lời, và ở trong cái đoạn chót đó chúng ta thấy vua đã lặp lại từng điều hỏi về nhất thiết trí, Thế Tôn đã trả lời về nhất thiết trí làm cái tâm của chúng con rất là thoải mái, được chúng con chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ bạch Thế Tôn. Con đã hỏi về sự thanh tịnh của 4 giai cấp, Thế Tôn đã trả lời về sự thanh tịnh của 4 giai cấp.
Rồi chúng con hỏi về chư thiên, phạm thiên, Đức Thế Tôn ngài đã trả lời. Thì ở trong cái nhất thiết ký đó, thì Đức Phật ngài khẳng định đó là vị chánh đẳng chánh giác, nên phải có lòng tin với vị Phật chánh đẳng chánh giác là như vậy. Về nói về những cái giai cấp thì Đức Phật ngài thuyết về năm cần chi, nói về chư thiên vạn thiên á, thì Đức Phật ngài cũng đã trình bày như vậy, và chúng ta cũng đã hiểu về cái phần chi pháp là những vị chư thiên nào còn phiền não tâm, còn não hại tâm, là còn cái kiết sử lậu hoặc phiền não thì phải rớt lên rớt xuống cõi vui cõi khổ. Còn những vị nào mà đã đoạn trừ được một số kiết sử lậu hoặc phiền não đó, thì vị đó không có rớt xuống bốn cõi khổ, hoặc là không còn cái tà kiến tâm, nên vị đó không còn làm những cái điều lỗi lầm, hay là chúng ta gọi chung là thành tựu về năm cái điều kiện tốt đẹp, nói về giới, hay là chúng ta nói về thành tựu về bảy thánh sản, tính giới, tàm quý, văn, trí, tuệ. Đó là bảy cái thánh sản của vị thánh tu đầu quần, nên chính vì cái thánh sản đó nên vị đó không phải rơi lại cái cõi có não hại là như vậy. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, con xin trình bày cái bài học hôm nay với bấy nhiêu lời trình bày, chắc rằng cũng không có hết được cái ý nghĩa của cái bài kinh Trung Bộ này, nhưng mà con cũng đã cố gắng trình bày rồi. Với khả năng của mình, phần còn lại sẽ là những cái câu thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng, để chư tôn Thượng Tọa thì thêm những cái gì kèm phần chưa có giải được trong đây. Phần phước nào bắt sanh, phần kính dân lên chư tôn đức tăng, chia đến quý bà quý cô tu nữ, xin hồi hướng đến cho Thượng Tọa Pháp Tính, và xin hồi hướng cho các bậc hữu ân. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp phần thảo luận. Trường tỏ có ở trước máy và có nghe được không? Dường như trường tỏ tiểu sư không có mặt ở trước máy. Trường tỏ Pháp Tân ơi, trường tỏ Tân có ở trước máy và nghe được không? Nếu trường tỏ Pháp Tân nghe được, xin kính trường tỏ quan thí trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Chắc là cả trường tọa Pháp Tân và trường tọa Tuệ Siêu và trường tọa Pháp Tân đều không có mặt trước máy. Trường tọa Pháp Đăng ơi, trường tọa có còn ở trước máy không? Nếu được kính thỉnh trường tọa Hoan Hỷ trả lời một chút để trường tọa trả lời cho thật. Dạ. Thì Pháp Đăng, nếu mà hiểu đúng theo Phật Pháp thì ai là bậc toàn tri? Và điều đó nó có ý nghĩa thế nào? Tại vì các tôn giáo thì chú trọng về toàn năng, chứ người ta không chú trọng về toàn tri. Nhưng mà toàn tri có một ý nghĩa gì đối với đời sống tu tập của chúng ta? Xin kính thỉnh sự tổ Pháp Đăng. Dạ, có những lúc mà con ngồi con suy nghĩ đó, thì con cũng muốn trình bày với một số Phật tử là Đức Phật là bậc toàn tri chứ không phải là toàn năng. Toàn tri chúng ta có thể hiểu Đức Phật biết tất cả, và thường thì mỗi lần mình lại Phật thì con nghĩ rằng Phật tử nên tưởng về Đức Phật ngài có cái thiên nhãn thông, hay là sanh tử trí, ngài thấy cái sự sanh tử của chúng sanh. Và nói như vậy để mình thấy rằng cái sự sanh tử đó cũng có cõi vui cõi khổ, cũng có phước cũng có tội, cũng có thiện tâm và ác tâm. Đức Phật với cái tha tâm thông là với Đức Phật biết tâm của mình, hay là Đức Phật với thiên nhãn thông là Đức Phật nghe được tất cả những thứ tiếng, dù là loài nào Đức Phật cũng nghe được. Đức Phật có tha tâm thông với tâm của Đức Phật biết được tâm chúng sanh. Và Đức Phật thì có túc mạng thông, ngài nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp chúng sanh sanh vào cõi vui cõi khổ. Và Đức Phật ngài có thần thông, ngài có thể ngài biến hóa để chinh phục tất cả chúng sanh đương thời đó,
bất luận là phạm thiên chư thiên, cõi bát, cõi cao, cõi thấp. Và Đức Phật Ngài có lậu tận thông là hết những lậu hoặc phiền não. Như vậy thì Đức Phật Ngài biết tất cả như vậy, nhưng mà Ngài không nói là Ngài toàn năng, là cứu rỗi chúng sanh, hay là Ngài đem chúng sanh đi cõi này cõi kia. Ví dụ chúng ta thấy có một số Phật là niệm Phật đó là hết bệnh, hay là niệm Phật đó là đi về Tây Phương, Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương gì đó. Điều đó không có trong Đức Phật Gotama, là Đức Phật Ngài toàn tri. Nếu mà có đưa được đó, giống như toàn năng, giống như Thượng Đế vậy quý vị. Nên đó, khi mà chúng ta hiểu Đức Phật đó, Ngài biết tất cả, và Ngài dạy chúng ta để chúng ta biết tất cả, hay là chúng ta tu tập biết như Đức Phật để giải thoát, chứ không phải là Đức Phật là toàn năng, Đức Phật Ngài có thể đưa chúng ta đến chỗ này, hay là đem chúng ta đến chỗ kia rồi cho chúng ta hết bệnh hết hoạn này kia. Mà điều đó nó không có trong Phật giáo của Đức Phật Gotama. Dù chúng ta bệnh, Đức Phật Ngài cũng chỉ chúng ta là không nên sát sanh, không nên hại vật, không nên giam cầm, hành hạ, đánh đập, tra tấn, mà hãy không nên bỏ đói, bỏ khát chúng sanh, mà hãy nên cho ăn, cho uống, rồi cho những cái điều kiện thuận lợi. Đó là điều Đức Phật Ngài dạy về Đức Phật Ngài biết nhân quả. Nên Đức Phật Ngài toàn tri, là Ngài biết tất cả những cái khuynh hướng, những cái tội khổ, những cảnh vui khổ, những cái tâm mà làm thành tốt xấu, Đức Phật biết hết. Chính vì Đức Phật biết hết như vậy á, nên Đức Phật là toàn tri chứ không phải là toàn năng. Toàn tri Ngài biết hết, và Ngài nói rằng không có ai làm được. Ngài tuyên bố không có ai làm được cái chuyện mà toàn năng hết. Có, tại vì tâm là tâm của chúng ta chứ không phải là tâm. Tâm là một cái sự khuất rất là khó, mà Đức Phật với tâm của Đức Phật biết tâm của chúng sanh. Nên Đức Phật Ngài dạy không nên có cái tà tư duy, là dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy ở trong tâm của chúng ta. Đức Phật Ngài khuyên như vậy, Ngài dạy như vậy rất là rõ ràng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài toàn tri, là Ngài biết hết cái khuynh hướng, cái sở hành. Mà thường thì quý vị thấy như là y cứ tùy biên trí, hay là quyền việt thắng trí, hay là nhất thiết chủ trí, đó là những cái trí mà Đức Phật Ngài biết được tất cả các pháp. Dù là danh sắc, dù là ba cõi, dù là bốn loài, dù là tứ sanh hay lục đạo, Đức Phật Ngài biết tất cả. Cái cảnh giới nào, chúng sanh nào, sanh bằng cái tâm nào, thọ vui khổ trong cái cõi nào, Đức Phật Ngài biết tất cả như vậy. Nên Đức Phật Ngài gọi là toàn tri, Ngài biết tất cả. Nhưng mà Ngài không nói Ngài toàn năng. Và Ngài nói rằng Ngài không có nói ai toàn năng hết. Ngài không làm được, Ngài là vị Phật toàn tri là cao nhất, nhưng mà Ngài nói Ngài không có làm cái chuyện đó. Và cái chuyện nó không có thể nào làm được, vì tâm của chúng sanh nó có tâm ác, tâm thiện. Mà muốn giác ngộ thì bỏ tâm ác để giác ngộ thành Phật. Chứ không thể nào mà vừa có ai đó cứu mình mà mình còn đầy cái tâm ác. Lên cái cõi đó thì mình cũng do tâm ác mình tạo ra chuyện ác nữa. Nên Đức Phật Ngài nói rằng, cũng như chư thiên phạm thiên mà Đức Phật Ngài dạy, có nghĩa là có não hại thì sanh trở lại, mà không có não hại không sanh trở lại. Tại vì những vị đó đã đoạn trừ được cái phiền não tâm của mình rồi, không sanh trở lại cái chỗ não hại, không sanh lại cái chỗ đau khổ. Chính vì điểm đó, nên chúng ta hiểu toàn tri và toàn năng là hai cái lãnh vực mà Đức Phật Ngài chỉ dạy là Ngài là bậc toàn tri, Ngài biết tất cả, Ngài biết tất cả chúng sanh, và Ngài biết tất cả phương pháp tu tập, Ngài biết tất cả cái phương pháp mà thành công và những cái gì thất bại. Nên khi mà nói đến, ví dụ bây giờ quý vị nói rằng có ai đó mà đưa quý vị đi, thì quý vị sẽ nghĩ rằng người đã đưa mình đi, thì bây giờ mình có cái thói hư tật xấu nào, người đó cũng phải đưa mình đi. Điều đó nó không đúng quý vị. Nếu họ đưa mình đi lên đó, mình thói hư tật xấu, người nào cũng thói hư tật xấu, thì cái cõi đó cũng giống như cái cõi này, mình đi về cõi đó làm chi. Đó là cái cách suy nghĩ mà mình không có cái tri kiến, không có hiểu biết. Đức Phật Ngài dạy mình cần phải hiểu biết, mà mình không chịu hiểu biết nên mình mới nghĩ như vậy thôi. Chứ còn nếu mình hiểu biết đàng hoàng đó, thì Đức Phật Ngài phân biệt về cái tâm ác, cái tâm thiện đó, phải từ bỏ cái tâm ác và tu tập cái tâm thiện. Ở cõi nào cũng vậy hết. Nên nhiều khi quý vị thấy đối với Đức Phật đó, thì Ngài dạy chúng ta có danh và có sắc đó. Có sắc đó là chúng ta bỏ được cái thân kiến. Nhưng mà những vị phạm thiên nó không có thân, không có bỏ được cái thân kiến, vì không có thân. Cũng giống như là
người đã té trên đất phải chống đất đứng lên, chứ không thể nào mà nắm trên hư không đứng lên được. Thì mình có cái thân á, có cái khổ của thân và có cái kiến chấp của thân, mình gọi là thân kiến đó, và cũng có cái từ bỏ cái thân kiến này, rũ bỏ cái thân chấp này, nên mình mới đạt được đạo quả tu đầu vờ. Nên những vị phạm thiên á, vô sắc á, không có thân nên không có tu đầu vần đạo, mà chỉ có tu đầu vần quả là sanh lên cõi đó thôi. Nói như vậy á, thì chúng ta thấy Đức Phật này biết tất cả các cảnh giới, và cảnh giới đó đạt được cái gì, không đạt được cái gì, đắc cao đắc thấp như thế nào, tu cao tu thấp như thế nào, cõi đó không còn thân quán niệm xứ thì còn thọ quán, tâm quán, pháp quán niệm xứ, không còn sắc còn danh, vẫn còn tu tập được cái phần danh đó nữa. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói hoàn hảo như vậy đó, nên chúng ta thấy rằng con người mà không có chịu hiểu biết, nên chính vì không có hiểu biết nên mình mới làm lạc quý vị. Nên thường thường quý vị thấy rằng Đức Phật hay Đức Phật này ngày giảng dạy đó, là chúng ta phải nghe Phật pháp, chúng ta phải học Phật pháp để chúng ta có cái tri kiến. Chính cái tri kiến đó nó làm chúng ta không có sai lầm, không có bị ngụy tạo. Cái gì ngụy tạo mình biết nó là ngụy tạo, còn không có ngụy tạo mình cũng biết nó không có ngụy tạo, nó là chân thật, nó là chân thật. Nên thường thường quý vị biết rằng Đức Phật á, ngày toàn tri với toàn năng là vậy đó quý vị. Toàn năng là người ta nói đưa người đó đi được, nhưng mà không có đưa được đâu quý vị. Tâm của chúng ta đầy dẫy tham sân si, mà có đưa chúng ta về cõi đó chúng ta cũng đầy dẫy tham sân si. Còn nếu mà nói rằng ở cõi này có khổ đó, thì có khổ mình còn dễ tu tập hơn nữa, mình để quán khổ đế được. Có ở thân đó, mình thấy sự đói khát của thân, mình từ bỏ cái thân kiến được. Còn nếu học ở thân đó, mình sẽ còn thọ quán tâm quán dẫy tâm quán nhìn sự nữa. Cũng giống như té trên đất, trọng trên đất, chứ không thể nào được không mà đứng dậy được. Thì người có cái thân cũng có khổ như vậy, và có cái sự khổ đó. Nên Đức Phật ngày một chánh đẳng chánh giác ngày ra đời cõi nhân loại là vậy, cõi chư thiên phạm thiên ngày không có ra đời cõi đó là vậy. Tại vì ở cõi người có cái thân có cái sự khổ, và có cái sự không có cái thân kiến, và có cái sự dính mắc vào cái thân kiến này rất là rõ ràng. Do cái sự tu tập được, đoạn trừ được, thành tựu và thuyết giảng cho chúng sanh nhận thấy được như vậy. Nhưng mà không phải là Đức Phật thì không có khả năng để biết được chư thiên phạm thiên, ngài biết tất cả. Nên những vị chư thiên phạm thiên cũng được Phật ngài thuyết giảng để từ bỏ tà kiến. Còn những vị mà chết sanh làm chư thiên phạm thiên là đệ tử của Đức Phật, những vị này biết được cái câu ngài thuyết giảng và có lực tu đoạn trừ sự sanh tử luân hồi. Thì ở trong cái câu của Thượng Tọa đó thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nếu mà Thượng Tọa còn muốn nói gì thêm thì con thỉnh Thượng Tọa. Sa thú kính thiên thượng tọa pháp năng, bây giờ xin được hỏi thượng tọa tự siêu và thượng tọa tự siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa tự siêu đang ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Thượng tọa pháp tân ơi, thượng tọa pháp tân có nghe được không? Có ở trước máy không? Xin được hỏi thượng tọa tự quyền, thượng tọa tự quyền có nghe được không? Nếu thượng tọa tự quyền nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Dạ, dạ thấy thượng tọa pháp tân. Xin lỗi thượng tọa tự quyền, lát nữa sẽ trở lại với thượng tọa tự quyền. Bây giờ trước chất xin được hỏi thượng tọa pháp tân là ở trong bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng trên phương diện tu tập á, thì sự phân biệt giai cấp không có khác biệt. Nguyên câu Phật ngôn là thưa đại vương, với sức nóng do tinh tấn tạo nên, do tinh cần nhân nhúng lên, ở đây ta không nói sai biệt về sự giải thoát này đối với sự giải thoát kia, tức là giải thoát của người này đối với giải thoát người kia đó. Thì câu nói đó có
có ý nghĩa như thế nào, quan trọng như thế nào, ảnh hưởng thế nào đối với đời sống tu tập của chúng ta. Xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Thân. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tề Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Cái câu hỏi số 2 thì như chúng ta được biết đó là đối với Đạo Phật á, cái việc mà giai cấp xã hội đó thì nó không quan trọng. Nó không quan trọng bởi vì nó chỉ có cái giá trị ở xã hội thôi. Còn đối với cái đường hướng tu tập giải thoát hoặc là giá trị về đạo đức đó, thì cái giai cấp nó không phải là quan trọng, không có quan trọng đến điều này. Ở đây đó thì qua cái câu mà Thượng tọa đã nói khi nãy ở trong cái phần chánh văn đó, thì nếu nói rằng từ cái sự tinh tấn, từ cái sự mà nỗ lực tinh tấn đó mà người ta có cái sự sai biệt, có sự sai biệt. Sự sai biệt ở đây đó là có thể là nó sai biệt ở trong thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, giữa cái quả xấu và quả tốt, hoặc là sự sai biệt ở đây đó là nói đến cái tính chất đạo đức của mỗi con người có mặt ở trong xã hội này, theo như là cái quan niệm của Đạo Phật. Sự sai biệt ở đây đó là một người đó là có thể trở thành một cái người phàm nhân hay là trở thành một cái bậc thánh, thì cái tùy vào cái sự sai biệt đó và do cái sự nỗ lực tinh tấn đó, như là một người mà làm cho cái lửa nó được nhen nhúm lên. Và do cái sự nỗ lực đó mà người ta được nhen nhúm cái đống lửa đó, để rồi sẽ có được cái sự lợi ích đó như thế nào đó, lo do cái sự nỗ lực tinh tấn cần đó. Thì ở đây con nghĩ rằng nếu mà mình nói hình thành ở trong cái xã hội này đó, thì xã hội Ấn Độ người ta có 4 giai cấp, từ giai cấp Bà La Môn, giai cấp Vua Chúa, giai cấp thương buôn hay là những người ở bậc thấp, giai thấp nô lệ chẳng hạn. Thì cái giai cấp đó nó không quan trọng, nhưng mà cái hành động á, cái hành động đó để tạo ra cái nghiệp, để ra tạo ra cái quả, do cái nghiệp đó mà họ tạo ra cái quả, để rồi họ hình thành có thể ở một giai cấp nào đó, thì mình nói là do thiện nghiệp hoặc là do ác nghiệp tạo ra. Như là một người không có sự siêng năng, nỗ lực tinh tấn tạo thiện nghiệp thì họ không có để nào có, không thể nào hình thành được một cái, mình tạm gọi là một giai cấp ở xã hội, là một giai cấp tốt như là vua chúa hay là bà la môn vân vân. Nhưng mà rõ ràng là không phải là do cái huyết thống, huyết thống dòng họ mà họ có được những cái tốt đẹp, mà đều là do cái hành động của một người. Do hành động của một người thì con nghĩ rằng với cái đời sống tu tập của một người tu ở trong Phật giáo đó, thì con nghĩ rằng cái sự nỗ lực tinh cần, nỗ lực thực hành những cái thiện pháp khác nhau, mà ở đó mang lại cái kết quả, mang lại cái kết quả đó, thì cái kết quả đó đều đem đến cái sự an lạc cho mình, cho cái người đó trong đời này, đời sau, và ở trong một cái đời sống tối thượng, đó là giải thoát hoàn toàn. Thì con nghĩ rằng cái đời sống tu tập á, mặc dù là các cái thiện pháp, thí dụ như là nói tính, tấn, niệm, định tuệ phải được đầy đủ, chứ không phải là mình nói có cái sự tinh tấn không,
mà ở đó cũng có sự tin tính niềm tin, rồi cũng phải có sự nỗ lực, rồi phải có cái nội tâm được được vững chãi, nội tâm được định tĩnh như vậy, và là cái sự hiểu biết thấu suốt như vậy đó, thì con nghĩ rằng cái đó nó phải kết hợp được nhiều cái yếu tố trở lại, yếu tố khác nhau, để rồi cái vị đó mới thành tựu được. Nhưng mà phải nói là nhờ cái sự tinh tấn này, nhờ cái sự nỗ lực này mà người 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 thực hành á, người vị hành giả ở trong Phật giáo đó có thể rằng là thực hành những cái thiện pháp khác nhau, và do vậy đó thì họ sẽ được cái sự an lạc, cái vị hành giả đó sẽ được sự an lạc. Mình chúng tôi nghĩ rằng là ở đây đó là nếu mà mình còn mình tạo cái thiện nghiệp mà mình còn luân hồi đó, thì rõ ràng là người mà có cái thiện nghiệp á, thì sẽ sanh về cảnh giới an lành, và nếu mà sanh lại cảnh giới người thì nó cũng có cái sự khác nhau về mặt phước hữu lậu, về mặt phước hữu lậu do mình tạo thiện nghiệp. Rồi khi mà mình sanh lại cõi trời thì mình cũng được cái phước của những vị thiên ở cõi trời, rồi nhờ cái phước tu tập đó mà thực hành những cái thiện pháp đó mà mình có được cái sự an tịnh nội tâm và đạt được cái sự an lạc giải thoát ở trong tương lai. Thì ở đây đó là gì? Là do cái sự nỗ lực tinh tấn đó. Cho nên là đối với đạo Phật thì con nghĩ rằng cái giai cấp đó nếu mà được định hình ở trong xã hội thì đó là quan điểm của xã hội ấn thời bấy giờ. Cho nên rằng là đối với đạo Phật thì cái giai cấp nó không quan trọng, nó không quan trọng, mà nó quan trọng là ở cái chỗ là cái việc thực hành của một người. Bởi vì ngay cả những người mà họ ở trong một theo quan điểm của xã hội ấn á, thì người người ta cho rằng là ở giai cấp thấp á, thì ngàn đời nó cũng là như vậy. Nhưng mà nếu như một người ở giai cấp thấp ở xã hội đó mà người ta biết nỗ lực, người ta biết siêng năng, người ta biết nỗ lực thực hành những cái thiện pháp khác nhau, thì họ cũng có thể chuyển hóa được, trở thành cái người hiền thiện, hay là trở thành một bậc thánh ở trong Phật giáo, hay là trở thành một cái người mà đáng được quý trọng, được kính trọng, đáng được lễ bái, đáng được cúng dường. Thì ở đâu? Từ cái sự nỗ lực thực hành đó. Mặc dù là trước đây người ta có thể sanh vào trong một cái giai cấp mà mình tạm gọi là giai cấp thấp đó, giai cấp thấp đó. Điển hình như là ngài Ubali hay là nhiều cái người, nhiều vị khác ở trong cuộc đời, thì con nghĩ rằng là cái sự nỗ lực của Phật giáo rất là quan trọng, cái sự chuyển hóa của Phật giáo mới là quan trọng. Chứ còn giai cấp nó cũng chỉ là hình thành do cái hoàn cảnh, rồi do rằng cái nghiệp của mỗi người. Và chính vì vậy cho nên là nhờ có sự nỗ lực đó mà cái sự sai khác nó khác nhau. Và xã hội thì mình cũng biết là nghiệp của mỗi người nó cũng đều là khác nhau hết, của mỗi người đều có cái nghiệp riêng của mình, như là trong Phật, trong kinh Phật đã dạy như vậy. Thì ở đây con nghĩ rằng cái sự tinh tấn thực hành trong những cái thiện pháp, từ đó mà có thể chuyển hóa được, chuyển hóa từ ở một cái người ở một giai cấp thấp mà có thể là đạt đến cái giai cấp cao hơn, tốt hơn, từ ở một cái người mà xấu, cái người không được tốt, cái người ác, mà trở thành cái người hiền thiện, trở người tốt, hay hoặc là từ ở một người phàm phu mà trở thành bậc thánh giải thoát. Thì đây là sự nỗ lực tinh tấn ở trong cái thiện pháp, cái hành động để chuyển hóa đó nó mới là quan trọng, chứ còn giai cấp thì không quan trọng. Và vì vậy cho nên là Đức Phật luôn đề cao đến cái sự hành động của con người, và con người được chuyển hóa như thế nào, được tốt đẹp của mỗi người ra sao đều là do hạnh nghiệp của mỗi người hết. Dạ, con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con xin kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Sa thủ cứ rừng.
Thượng tọa Pháp Tân, tọa Tư Quyền ấy, Thượng tọa có mặt trước máy không? Nếu Thượng tọa Tư Quyền đang có mặt ở trước máy, xin Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thưa luận số 3. Dạ. Thưa tọa Tư Quyền, có một điều mà người Phật tử đôi khi không có phân biệt, và giáo chủ của đạo Liên Kinh Thác cũng nói rằng vị này có tri kiến là luôn luôn biết rõ, lúc nào cũng biết, dạ, lúc nào cũng biết rõ tất cả mọi việc. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài không nói như vậy, mà Ngài dạy rằng Như Lai là bậc toàn tri, nhưng mà không phải là cái toàn tri lúc nào cũng sử dụng tri kiến của Đức Phật 24 giờ một hộp, lúc nào cũng phải sử dụng hết. Thì Thượng tọa có thể giải thích rằng cái sự toàn tri với cái luôn luôn, luôn biết, cái biết tất cả với luôn luôn biết, hay nó khác biệt nhau như thế nào không? Xin kính thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, với tôi để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, tượng tổ Nhất Đản, tượng tổ Phật Tân, tượng tổ Phật Đăng, tạo minh hạnh để Đức Thế Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đảnh quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính mời quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng nếu như chúng ta hiểu biết được cái gọi là cái sắp bay nhu, cái toàn tri của Đức Phật đó, biết tất cả là toàn tri, nó khác biệt với nào luôn luôn là biết rõ. Bây giờ chúng ta biết đường đi, ví dụ như chúng ta biết cái đường đi một cách vững chắc, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng chúng ta biết đường đi. Khi đi đến, khi hướng tâm đến đường đi thì chúng ta biết đường đi một cách tường tận, một cách rõ ràng. Đây là một cái biết mà không hề có cái sự đi thay đổi trật được. Thí dụ như bây giờ từ Houston mà về tới chùa Pháp Luân, thì quý Phật tử đi đến chùa, cái đường đi đó như thế nào, quý vị đi thường xuyên đi đến chùa nó như thế, một cách rành mạch như vậy. Nhưng bây giờ thí dụ như người ta hỏi mình nào, rồi cái có một vị khác nữa, người ta hỏi mình nhớ về Việt Nam, biết về Việt Nam, biết ở cái danh lam thắng cảnh, biết đường này đường kia hay không, thì chúng ta biết, chúng ta là người bây giờ ở tại thành phố Sài Gòn, ở tại Sài Gòn bây giờ chúng ta nói ở quý vị biết Hàm Nghi không, Hàm Nghi hay là đường là Tự Do, hay là đường Nguyễn Đình Chiểu, hay là đường Phan Đình Phùng, vân vân. Chúng ta biết trước kia, chúng ta biết một cách rành mạch, thì chúng ta nhớ tới thì chúng ta biết thì như thế nào, khi nhắc tới đoạn đường nào thì chúng ta biết tới đoạn đường đó. Nhưng bây giờ họ nhắc ở bên chúng ta ở tại Mỹ thì chúng ta nói có đường Mỹ, nhắc đến đường Việt Nam thì đường Việt Nam. Rồi cũng vậy, bây giờ chúng đã bị các thầy cao Đức Phật đang giảng thuyết từng câu đề cho các thầy tỳ kheo, thì những cái biết đó nó không có liên quan nữa, nó không có liên quan nữa. Ở đây chúng ta nói là ví dụ, có thể nói rằng khắp cùng pháp giới này không có chỗ nào mà cái trí tuệ của bậc toàn giác mà không hiểu tới, không hiểu thấu, bởi không có điểm cùng, không có điểm dừng. Nhưng khi ngài muốn nhìn tới thì ngài nhìn tới, thì ngài thấy rõ tất cả, hiểu một cách đầy đủ trọn vẹn. Thì khi đó ở đây cái giá trị toàn tri một cách luôn luôn biệt luôn như vậy. Còn chúng ta nói luôn luôn biết, luôn luôn biết, luôn luôn biết là như thế nào, luôn luôn biết rõ, thì có thể nói rằng là đó mới là cái giá trị luôn luôn biết rõ. Khi mà có giá trị biết được tất cả mọi thứ mọi điều, nhưng không phải lúc nào cũng luôn luôn cái đó không phải, mà tâm của vị toàn giác hướng tới cái điều gì thì cái điều đó nó một cách đầy đủ, một cách chắc chắn, một cách vững chắc từ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, hay là sơ hậu trung, sơ trung hậu thiện, một cách đầy đủ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của từng chi tiết. Cũng như chúng ta nhớ ngày quán sát về chúng sinh, quán sát về mình, quán sát về chúng sinh, về mình một cách đầy đủ chi tiết, từng kiếp nào ở nhà ở đâu, số mấy, đường gì, sinh vào loại chủng nào, chủng nào, chủng nào. Nếu như ngài muốn biết
thì ngài dùng cái túc mạng minh của mình, cái sanh tử minh của mình, và biết hiểu đến tất cả chúng sinh cũng vậy, vào kiếp thứ mấy và từ kể từ kiếp này và kiếp cũng như 10 kiếp, 100 ngàn kiếp về kiếp đời trước của chúng ta nó như thế nào, thì Đức Phật này cũng hiểu biết một cách tương tận toàn tri như thế. Và cũng vậy, cái sự hình thành và cái sự phát triển ở trong không gian vũ trụ này một cách đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng để mà hiểu biết được một cách, để mà nói ra một cách tốt đẹp, để đưa đến một cách tốt đẹp, để đưa đến một cách hạnh phúc và ly khổ đắc lạc cho chúng sinh, thì Đức Phật ngài chỉ nói những gì đó liên quan tới cái sự tu tập, liên quan đến con đường thực hành của mình. Bởi vì chúng ta sẽ không đủ thời gian, chúng ta sẽ không đủ thời gian để cho ngài nói, và chúng ta cũng không hiểu được một cách sâu sắc, mà cái đó chính chỉ có cái trí tuệ của bậc toàn giác mới là thâm sâu, mới là ổn định, mới tốt đẹp. Vì vậy cho nó đây là một điều đặc biệt. Dạ. Xin hỏi rằng có sự khác biệt nào với cái luôn luôn biết? Cái luôn luôn biết, cái luôn luôn biết nhưng chưa chắc là toàn tri. Và toàn tri luôn luôn biết chẳng hạn bây giờ đấy, nó không lạ. Cái điều đó chúng ta luôn luôn chúng ta biết hết. Bây giờ hỏi gì chứ? Từ giống như từ thành phố Houston tới chùa Pháp Luân, chúng ta toàn tri, xin lỗi, chúng ta luôn luôn biết được nó, nhưng chúng ta không toàn tri được. Từ cái chùa Pháp Luân, từ thành phố Houston mà đi về chùa Pháp Luân, ví dụ đi nó bao nhiêu con hẻm, bao nhiêu ngã đường hay bao nhiêu số nhà đó, chúng ta không biết cái đó. Chúng ta luôn luôn biết con đường nó đi được, nhưng điều mà chúng ta không thể toàn tri được thì chính là cái sự suy nghĩ của chính con là vậy. Bởi vì trên cái chữ sắp bao nhiêu thì cái giá trị đó nó không hiểu, và con hiểu bằng trên tòa đặt nó với cái luôn luôn biết, nó là luôn luôn biết rõ nó như thế nào. Thì đây con kính cùng thỉnh thường tòa bổ túc thêm, bởi vì dưới cái chỗ này thì con chỉ có suy nghĩ như thế, và con kính cùng thỉnh thường tòa quay trở lại nhập Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sao thủ cái trừng thì tỏ trường quyền. Siêu thông hay siêu nguyên thông có mặt ở trước máy không? Nếu siêu nguyên thông nghe được, xin siêu nguyên thông qua vị chú vị. Một lần nữa xin được hỏi siêu nguyên thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Dạ. Yeah. Siêu nguyên thông thường thường người tu Phật á, thường hay nguyện sanh về cảnh giới an lạc hay sanh về nơi nhàn cảnh. Nhưng mà ở đây vua Ba Tư Đạt có một câu rằng cái hạng chư thiên phạm thiên nào mà có thể bị đọa hay là bị sanh trở lại của người, và hạng chư thiên phạm thiên nào không sanh trở lại của người. Thì vì nếu mình siêu rồi mà mình còn trở lại tức là mình đọa, mình trở lại thì Đức Phật trả lời là vị nào không còn sân tâm thì vị đó sẽ không trở lại, vị nào không còn sẽ không trở lại, và vì nó còn sân tâm thì còn trở lại. Thì câu đó mang nghĩa thế nào? Và đối với người tu Phật thì có nên nghĩ rằng cái cứu cánh là sanh về nhàn cảnh hay không? Ngay cả bây giờ mà chúng tôi thỉnh thoảng trong các cái tang lễ của chư tăng á, thì cũng thường nghe các vị phát nguyện là xin cầu cho vị này vị kia sanh về nơi nhàn cảnh á, thì cái đó nó có đúng với ý nghĩa cái tinh thần của Phật pháp hay không? Xin cái tình xin quý thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con trung niệm sư phụ góp ý cho câu thảo luận số 4, hỏi rằng vua Panchandi hỏi chư thiên có còn bị đọa hay sanh trở lại làm nhân loại, thì Đức Phật trả lời là vị nào còn sân tâm thì còn thối đọa. Tại sao ở đây chỉ nói về sân tâm mà không nói những cái phiền não khác? Người Phật tử có nên nghĩ rằng hướng cầu sanh về cảnh giới an lạc là đủ hay chăng?
Kính thưa chư vị, là vì chúng sanh của chúng ta là những người mà muốn cái điều này điều nọ thì họ nói, và trong khi họ nói đó thì con nghĩ là vì cái trí thức và cái trí tuệ chưa cái đầy đủ cho nên là không có nói rõ hoàn toàn, chỉ nói về cái nơi an lạc. Thì cái nơi an lạc đó thì không phải lúc nào cũng an lạc. Kính thưa sư vị, sư phụ, là cái nào mà gọi là lúc nào cũng an lạc, cái chuyện nó không có. Bởi vì cái tâm thức của con người ta đó, mỗi cái gì mà nó mới tới khởi lên thì người ta nhận ra rồi, nhưng mà cái ở đó, ở hoài thì cái đó, nó con người ta lì đi, không biết cái trạng thái đó là cái trạng thái gì. Cái điều này là con cũng có đã thảo luận hồi còn học ở ngoài ngoài đời. Vì vậy cho nên có người ta nói rằng cái sự mà đau khổ và hạnh phúc đó, là thường thường chúng sanh của chúng ta chạy từ đau khổ qua hạnh phúc, chạy từ đau khổ qua hạnh phúc, cho nên có hạnh phúc thì có đau khổ. Chứ nếu mà đau khổ hoài thì cũng không thấy nó là đau khổ. Và nếu mà hạnh phúc hoài cũng không có thấy là hạnh phúc. Là vì bởi vì một cái trạng thái mà chai lì như vậy thì mình đâu có cái gì mình nhận thức được đâu. Mình nhận thức cái nào mới có cái cảm giác mới lạ lên. Còn lúc nào cũng ở như vậy hoài thì làm sao mới có hạnh phúc. Cũng như cái người mà bị đánh một lần đó, thì họ thấy đau. Nhưng mà đánh 1 triệu lần thì cái thương 1 triệu nó đâu còn cảm thấy đau nữa. Vì vậy cho nên là cho nên nếu mà nói là chư thiên có còn bị đọa hay sanh trở lại làm nhân loại, Đức Phật trả lời là vị nào còn sân tâm thì còn thối đọa. Cái điều là quá đúng thưa sư phụ. Bởi vì cái do mà cái tham sân si thì làm cho chúng ta còn ở lại trong trần gian, trong cõi dục. Nhưng mà còn nếu là quá thì chúng ta sẽ đi vào cái địa ngục. Thì cho nên là những người nào mà còn bị sân tâm thì trở lại nhân loại này, thì cái người trở lại nhân loại này thì là người bình thường rồi, thì không thấy làm sao mà có cái thiên nhãn thông mà thấy được chư thiên nằm ở đâu. Cho nên là ở đây nói về sân tâm mà không nói những cái phiền não khác. Sân tâm rồi dục tâm, rồi hải tâm, hay là sân tầm, hải tầm, dục tâm. Thì ở đây nói sân tâm là một trong những cái ba cảnh giới mà bị đọa hay cảnh giới giải thoát là tham sân si, vô tham vô sân vô si. Thì có lẽ là nói một cái sân không thì có lẽ là cũng bao gồm những cái khác. Bởi vì cái sân thì nó có cái si ở trong đó, rồi sân thì cũng có cái tham ở trong đó, là tại vì muốn cái gì đó mà không được thì sân. Vì vậy cho nên là cái câu nói là vô bên sân đi, hỏi chư thiên có còn bị đọa hay sanh vào trở lại làm nhân loại, thì Đức Phật trả lời là vị nào còn sân tâm thì còn thối đọa. Tại sao ở đây chỉ nói về sân tâm mà không nói về phiền não khác? Thì khi mà cái mà trở lại với thối đọa thì có trong tâm còn phiền não, là phiền não thì nó đi gồm cái tham sân si. Vì vậy cho nên người Phật tử nên nghĩ rằng hướng cầu sanh về cảnh giới có an lạc là đủ chăng. Cái sự thật là hướng cầu sanh về cảnh giới có an lạc thì cái hướng cầu thì không bao giờ sanh đi đâu cả. Bởi vì nếu mà nó hướng cầu á thì phải làm chứ, mình sao sanh hướng cầu. Còn nếu làm thì làm tu hành là xả bỏ. Nếu người nào xả bỏ cái tham, xả bỏ cái sân, xả bỏ cái si đi, là người đã đắc đạo rồi. Mà hãy đắc đạo rồi thì đâu có cần nữa mà cảnh giới an lạc. Thí dụ mà ở đắc đạo rồi, ở trần gian này là cũng hạnh phúc rồi, đừng nói ở đâu. Nhưng mà cái người mà đắc đạo rồi, khi mà thân ngoại mạng chung thì người đã dành về cái cõi mà cái cõi đó là cái cảnh niết bàn, mà chỉ có người nào mà đắc quả rồi thì mà hiểu biết niết bàn là thế nào. Tu Đà Hoàng thì biết một lần, rồi Tứ Đại Hàm biết 1-2 lần, rồi A-la-hán thì biết nhiều hơn. Và A-la-hán thì họ ở trong luôn luôn trong trạng thái niết bàn. Ở đây thì con học là nói như vậy, chứ con không có, chưa có kinh nghiệm thì cái sự nói nó cũng không có đúng lắm. Vì vậy cho nên cái là hướng cầu sanh cảnh giới an lạc đủ không? Cái hướng cầu sanh dạng cảnh giới an lạc là cái câu đó là câu để nói chơi mà thôi, chứ sự thật ra muốn hướng cầu sanh về cõi giới an lạc là phải hành. Mà hành là cái gì? Là phải xả bỏ, xả ly. Thì bị khi mà xả bỏ, xả ly mà hoàn toàn thì Đức Phật nói khi mà xả bỏ tham sân si rồi thì đắc quả rồi. Bởi vì
những người nào mà xả bỏ cảnh tham sân si nhưng mà đầy đủ tất cả những cái giới hạnh thì cái người đó đắc đạo. Và chỉ có những người đắc đạo thì biết cái vị ngọt của giải thoát là thế nào, chứ còn những người như chúng sanh của ta còn ở trần gian này, cái tham dục còn một đống đó thì làm sao mà hiểu biết được cái cảnh giới của những bậc thánh. Vì vậy kính thưa sư phụ, cái câu hỏi là những người nên nghĩ rằng hướng cầu gì sanh đạt cảnh giới an lạc, cái câu mà hướng cầu gì sanh đạt cảnh giới an lạc đó thì nó chưa có đủ sức, nhưng phải nói là tận lực tu hành đầy đủ giới hạnh, đành đủ giới hạnh mà cận lực tu hành. Mà tu hành có nghĩa là gì? Tu hành có nghĩa là xả bỏ chứ không có ôm đồm. Vì vậy cho nên cái câu này thì con thấy là cái hướng cầu về cảnh giới an lạc có nghĩa là không đi đến đâu, mà cái điều này là phải có đầy đủ giới hạnh và xả ly và phải tu thiền. Bởi vì cái mà chúng ta học mà tam tạng kinh điển là cái cảnh giới học tập, còn cái mà để đạt được cái kết quả đó thì phải qua samatha và vipassana. Mà samatha và vipassana là hai cái chiêu thức mà Đức Phật giảng dạy để cho người hành giả đó thực hành để hưởng về cái cảnh giới an lạc hay là niết bàn. Chứ nếu ta nói là cảnh giới an lạc là niết bàn thì cái này thì đúng, nhưng mà hướng về, nghĩ rằng hướng về thì cái câu mà nghĩ rằng hướng về đó thì con thấy là chỉ đó là con không thấy câu đó nó có cái sự hành động đó, nhưng phải phải tinh cần xả ly. Bởi vì tu hành thì nội cái mà gọi là xả ly đó là một cái hành động phải cố gắng tật lực bình sanh của chúng ta, chứ không phải mà nói chơi chơi được. Vì vậy cho nên từ một chúng sanh vô minh mà trở thành bậc thánh thì một chuyện đó không phải dễ dàng, một process, mà cái process đó không phải là năm, process là phải tỷ 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 năm. Cái sư phụ đó là cái nhìn của con và cái hiểu biết của con chỉ đến mức này thôi. Con xin trao mai cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm những điều mà con nói chưa đủ, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Chú vị xin được dành vài phút còn lại để nói về những điều quan trọng của bài kinh ngày hôm nay. Nếu chúng ta đọc thật kỹ thì những điều gì mà vua Ba Tư Nạc đưa lên Đức Phật là những điều rất là quan trọng. Thứ nhất là nhà vua nói đến cái hình ảnh của một bậc toàn tri. Thì thưa quý vị, cái nền văn hóa Thiên Trúc á, thì họ đưa ra một cái hình ảnh của một cái vị thượng đế là thấy tất cả và làm được tất cả. Và nói một cách nôm na đó là thiên thủ thiên nhãn. Và quý vị nào mà tụng kinh chú đại bi, thiên nhãn, thiên thủ thiên nhãn đại bi quán thêm bồ tát đó, thì thiên nhãn tức là ngàn mắt, thiên thủ là ngàn tay. Ở trong cái ngôn ngữ của Ấn Độ đó thì thiên thủ thiên nhãn chỉ cho thượng đế, tức là có thể nghe, luôn luôn nghe được tất cả và nghe được tất cả mọi việc, tức là từ cái chân răng khổng đốc tất cả đều là do thượng đế quyết định hết. Nhưng mà cái ý niệm là có một vị thượng đế mà có thể bất cứ lúc nào cũng biết được tất cả mọi việc và làm tất cả mọi việc, an bài tất cả mọi việc đó, thì chuyện đó không có trong Phật pháp. Dạ, mà chỉ có cái bậc gọi là Sapanyu, là bậc toàn tri, là khi nào các ngài quán chiếu về lý duyên khởi thì ngài có khả năng biết về lý duyên khởi, các ngài quán sát về sanh tử chúng sinh, ngài biết về quán sát, tức là cái trí tuệ của Đức Thế Tôn không có giới hạn. Nhưng mà ngài không làm công việc của một cái công ty mà chúng ta gọi là security, mà đặt cả hàng trăm cái camera lúc nào cũng chụp hình và có cả hàng trăm nhân viên để theo dõi. Chứ chừng đó
không có trong cái quan niệm về trong Phật giáo không không cái người như vậy. Và thật ra cái câu hỏi của vua Ba Tư Nặc là một câu hỏi lớn chứ không phải là câu hỏi nhỏ. Và thì Đức Phật ngài dạy rằng không có chuyện đó, nhưng mà ngài nói rằng có những vị chánh đẳng chánh giác, chánh biến tri hay là bậc toàn tri có thể biết được tất cả nếu ngài muốn biết, và nếu ngài muốn biết, nếu ngài quan sát. Và một vấn đề thứ hai là vấn đề về giai cấp xã hội. Giai cấp xã hội là một cái bình diện rất là rộng ở trong nền văn hóa Ấn Độ và văn hóa của thế giới. Con người sinh ra thì hay có cái sự phân biệt giai cấp cao và cấp thấp. Hay con người sinh giai cấp cao thì luôn luôn cao, giai cấp thấp luôn luôn là thấp. Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, tức là như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng có thể người ta sinh ra ở những giai cấp khác nhau, thì người ta xuất thân khác nhau, nhưng mà đừng quên một điều rằng nó có một thứ là sự nỗ lực, hay là ở đây gọi là tinh cần. Ở trong cái nỗ lực đó, và đặc biệt là nỗ lực đối với sự tu tập, thì không có cái chuyện là khác biệt. Và dù đó là một cái người trợ quét được một người quét đường như là Sunita hay là tôn giả Ananda, ngài Sunita là một người quét đường vào tu thì chứng A La Hán, tôn giả cũng 40 mấy năm mới chứng quả A La Hán. Và nên chi trong cái sự nỗ lực tu tập á, là quan trọng là sự nỗ lực chứ quan trọng không phải là giai cấp. Và đây là một câu trả lời rất là đặc biệt của Đức Phật. Và là với con đường tu tập nội tâm, con đường gọi là khai phóng tự thân đó, thì ở đó không có giai cấp. Dạ, mà vấn đề tùy vào cái nỗ lực của mỗi người. Thế nên điều đó tất cả chúng ta cần nhớ. Và câu hỏi thứ ba của vua Vasinandi cũng là một câu hỏi rất là quan trọng. Dạ, đó là chư thiên phạm thiên có sanh trở lại làm người hay không, tức là ai cũng cầu sanh thiên, nhưng rồi sanh thiên có bị đọa hay không? Thì Đức Phật ngày có chỉnh nhà vua một chút trong cách đặt câu hỏi. Nhưng mà tại vì nhà vua hỏi là có chư thiên không, có phạm thiên không, thì Đức Phật ngày chỉnh nhà vua, và nhà vua đã hỏi lại đúng là thí dụ như tất cả con người, kể cả người Phật tử ngày nay đi tu là phước thì nguyện là con được sanh về giàn cảnh. Thưa quý vị, chúng tôi phải thú thật với quý vị rằng như là mỗi lần đám tang của đang ở Việt Nam á, như đám tang của sư trưởng hay đám tang của sư Pháp Tính rồi chẳng hạn, mà chúng tôi cứ nghe chư tăng nói Phật tử nguyện sanh về nhàn cảnh á, chúng tôi nghe cái đó chúng tôi cảm thấy nó phiền lắm, mà mình nói không được. Tại vì sao vậy? Các vị có thói quen nguyện như vậy, tại vì cái việc của người Phật tử á, không phải là nguyện được sanh về nhàn cảnh, không phải nguyện sanh thiên, mà chúng ta nên nói một cách hợp với đạo Phật là chúng ta nguyện sớm đoạn tận phiền dứt sanh tử. Tại vì cái chuyện sanh thiên hay sanh nhàn cảnh á, nó mang ý nghĩa rất là tầm thường trong Phật pháp. Chúng tôi phải thưa như vậy. Vì sao vậy? Ở đây Đức Phật ngài dạy rằng theo câu trả lời của nhà vua đó, câu hỏi của nhà vua đó, thì Đức Phật cho biết rằng nếu mà một vị chưa có đoạn sanh, tức là chưa phải là thánh Anaham á, người thánh bất lai thì còn trở lại làm người. Chỉ khi nào mà đoạn tận sân thì sẽ không có trở lại làm người nữa. Vị Tu Đà Hoàn còn trở lại, có thể trở lại làm người, vị Tư Đà Hàm có thể trở lại dù là một kiếp, nhưng vị thánh A La Hàm không có trở lại. Thì trong câu hỏi này, câu trả lời của Đức Phật là vấn đề quan trọng không phải mình sanh ở đâu, mà vấn đề quan trọng là đoạn tận phiền não hay không. Càng ít phiền não, càng đoạn tận phiền não, thì cái khả năng thối chuyển thối lưu cạch, chứ không phải là mình đi tu rồi lúc nào mình cũng nguyện mình sanh về thiên đàng, sanh về cực lạc, sanh về cõi trời, sanh về chỗ này kia. Cái sanh về cảnh giới này cảnh giới đó không phải là một điều mà người Phật tử nên mong muốn đâu, mà điều chúng ta nên muốn là chúng ta mong nên tu tập và nên đoạn tận phiền não, đoạn tận kiết sự. Ba câu hỏi đó đều ba câu hỏi lớn hết. Một câu hỏi về một đấng toàn năng, một câu hỏi về giai cấp xã hội, một câu hỏi nói về
chúng ta sẽ ra đi như thế nào sau khi chết. Ba câu hỏi là ba câu hỏi lớn, và chúng ta nên hiểu rõ cái câu hỏi đó và hiểu rõ câu trả lời của Đức Phật. Nói một cách tóm tắt như vậy là ở trong đạo Phật có đề cập đến những vị chánh đẳng chánh giác, tức là Đức Phật á, những vị thật toàn giác á, những vị thật toàn giác là bậc có thể biết tất cả, biết tất cả nếu ngài dùng tuệ Phật trí để quán sát. Nhưng mà không có trường hợp một cái vị mà thiên thủ thiên nhãn biết tất cả mọi thứ, làm tất cả mọi việc. Chúng tôi thưa quý vị, cái quan niệm đó đó là của Phật giáo du nhập từ Bà La Môn giáo. Dạ, chúng tôi nói thẳng, nếu quý vị buồn, không có cái chuyện mà có một ai trên đời này luôn luôn đi theo dõi từng chúng sanh một, rồi đã làm ra một sự phán xét phân xử rồi bức tha tội, không có chuyện đó. Thứ hai là Đức Phật ngài dạy rằng cái giai cấp xã hội đó, nó là một cái sự mặc định có tính cách rất là hạn hẹp, rất là tương đối. Và mỗi người nên hiểu rằng trên phương diện tu tập và cải thiện bản thân thì người nào nỗ lực nhiều thì người đó có thành tựu nhiều. Nhất là Đức Phật dạy rằng cái quan niệm giải thoát ấy, ở trên phương diện tu tập giải thoát thì không có sự, không có giai cấp ở trên đó, không tất cả con sông chảy ra cùng. Thì điều quan trọng đời sau đó không, chúng ta sanh thiên không, và quý vị rằng sanh thiên không sanh trở xuống đâu, mà vấn đề quan trọng là chúng ta nên hướng đến việc đoạn phiền não đoạn tận kiết sử. Hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu rõ lời Đức Phật dạy. Và dĩ nhiên là ở trong này thì chúng ta có nghe một cái câu hỏi, nó hơi, nó không phải là vớ vẩn, nhưng câu hỏi của Vidudapa, của quan chữ Vidudapa hỏi rằng chư thiên á, mà còn sân tâm á, thì có thể đánh đuổi chư thiên không sân tâm không? Tại vì dĩ nhiên là ở trong cái xã hội mấy con người lỗ mãng, mấy con người bạo động á, thì thường thường là hay ăn hiếp những người không bạo động. Tôi giả Tăng Đa nó không có chuyện đó, nó nằm ngoài cái năng lực của vị đó. Nhưng câu đó, câu tôi giả Tăng Đa ngài nghĩ rằng ngài phải trả lời, tại vì tôn giả, tại vì tướng quân quý đỡ quý đu đã phá sang vào. Nhưng mà chúng ta sẽ bàn chuyện đó vào một chuyện khác. Bây giờ thì hết giờ rồi. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đà Ba. Kính Chư Tăng đã vào Rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Và chúng tôi cũng xin thưa với quý vị rằng mỗi lần Chư Tăng vào trong Rung, mà hỏi ngày cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn còn nhớ đến Siêu Pháp Tính. Chúng tôi phải thú thật với vị, mỗi lần hỏi Chư Tăng vị này có mặt, vị có mặt hay không, thì có vị có khi không có mặt, thì quay qua Pháp Tính thì thường đại đức là nói dạ có. Và chúng tôi nhắc ở đây để nhớ một vị giảng sư mà rất là chịu khó, và rất là chịu khó vào trong mỗi ngày. Bây giờ mời quý Phật tử hồi hướng và xin hẹn gặp lại vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, số sa thú lành thai, con tu là tinh hạnh thay mặt đại chúng trong Zoom, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các thành phần phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện cấp bậc hộ ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tha Giá. Yeah.